Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 2921, ngụy Như Yên đến 2. Thời gian nháy mắt, đám người khúc trưởng lão cùng Lâm Giang Hải, Hà Quản Vũ đối chiến chung một chỗ. Thực lực cách xa quá lớn. Trương Huyền lo lắng, nhưng không có biện pháp gì. Phương pháp của hắn, chỉ có thể trong thời gian ngắn để danh sư cửu tinh sợ ném chuột vỡ bình, không dám công kích, đáng tiếc bị lạc ra đại trưởng lão phá hủy. Cẩn thận nói ra, Ba vị độc sư, dù ở độc điện địa vị cực cao, nhưng so sánh với danh sư đường, thì vẫn kém quá nhiều. Phốc, Phốc, không đến 10 chiêu, Lâm Giang Hải cùng Hà Quản Vũ trọng thương, giống như thẩm khuyết, bị lực lượng khổng lồ khóa ở trên mặt đất, không thể động đậy Trước không vội giết, nếu như vị độc điện điện chủ kia thực có can đảm ra tay với danh sư, liền lấy bọn họ làm thẻ đánh bạc. Nhậm thanh viễn vẫy tay một cái. Vị tân nhiệm độc điện điện chủ kia mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nghe nói trời sinh độc thể, độc công có một không hai thiên hạ, thật muốn ra tay với danh sư đường ở xung quanh, khẳng định không có người chống đỡ được. Hơn nữa, coi như bọn họ tiến lên cứu người cũng đã chậm, bị động bị quản chế, còn không bằng trước bắt mấy vị này, tương đương đã nắm chắc thẻ đánh bạc trong tay. Tốt! Khúc trưởng lão gật đầu, đang muốn khống chế đám người lâm giang hải, thẩm khuyết lại, đột nhiên cảm thấy khí thức nguy hiểm đánh tới, dọa đến vội vàng lui về phía sau, chẳng qua còn không có lui xa, vẻ mặt đen lại, chân khí trong cơ thể không khống chế được, từ không trung rất xuống. Làm sao vậy? Con người của nhậm thanh viễn co rụt lại, đám người trương vô ngân cũng nhịn không được sướng sờ. Người độc điện ta, còn không cần danh sư đường chăm sóc. Ngay sau đó, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người thấy một nữ tử áo đỏ chậm rãi hạ xuống. Audio điện tử võ tấn bền tuổi không lớn lắm, chỉ có 17-18 tuổi, hình thể hơi gầy, lộ vẻ thon nhỏ, chẳng qua bốn phía thân thể, sóng khí màu hồng phấn quay cuồng, bao phủ hơn 10 mét, bất kể chân khí hay cây cối, một khi tiến vào sẽ bị hủ thực chẳng còn sót lại gì. Thần thức của nhậm thanh viễn đảo qua, muốn điều tra rõ ràng, còn chưa đi vào trung tâm liền bị chặt đứt, thậm chí kịch độc còn truy lùng tới, suýt chút nữa xâm nhập nguyên thần. Độc khí thật lợi hại. Vẻ mặt của nhậm thanh viễn nghiêm túc, Lông mày nhíu lại. Có thể trở thành quyền đường chủ của tổng bộ danh sư đường, thực lực của hắn ở trong tất cả trưởng lão cũng được cho hàng đầu, mặc dù kém những thái thượng trưởng lão bế quan không ra kia, nhưng ở toàn bộ đại lục tuyệt đối được cho đỉnh phong, nhưng thực lực như thế, ngay cả quan sát cũng làm không được, thật quá đáng sợ. Người chính là vị tân nhiệm điện chủ kia. Nhậm thanh viễn nhịn không được nói. Vị độc điện điện chủ này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng, hắn thi triển toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng được. Không để ý tới hắn hỏi thăm, nữ tử áo đỏ tiếp tục bay xuống. Đường chủ của chúng ta hỏi ngươi, cầm sao? Thấy nàng vô lễ như thế, một vị danh sư cửu tinh nhịn không được nữa, lớn tiếng quát tháo. Nữ tử nhìn qua, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. A -hát! vị danh sư cửu tinh này trở nên đen kịt, như bị người nắm yết hầu, giống như khúc trưởng lão, từ không trung rơi xuống. Nhậm thanh viễn vội vàng bắt lấy, đưa tới một viên giải độc đan, lúc này mới để đối phương khôi phục một chút, chẳng qua không dám nói nhảm, trong lòng kinh hãi. Tiện tay vỗ một cái, khoảng cách xa như vậy liền để hắn trúng độc. Đây là cái lực lượng gì? Không chỉ hắn như vậy, danh sư cửu tinh khác cũng không dám nói chuyện, từng người cơ bắp kéo căng, vẻ mặt khó coi. Một người đè mười mấy vị danh sư cửu tinh, người cầm lái của tam đại thế lực không dám nói chuyện, truyền đi tuyệt đối không có người tin tưởng. Đây là trời sinh độc thể, một trong mấy thể chất cường đại nhất thiên hạ, năm đó khổng sư cũng kiêng kỵ ba phần. Hô! ở trong ánh mắt kính sợ của mọi người, nữ tử áo đỏ rơi trên mặt đất, hai đầu gối uốn cong, quỳ dạp xuống đất. Đồ nhi ngụy như yên tới chậm, để lão sư sợ hãi. chương 2922, đường chủ lệnh của danh sư đường 1. Nhìn thấy nữ hài ngày xưa ôm yếu, ăn bữa hôm lo bữa mai, đã triệt để thành một phương đại lão, làm tổng bộ danh sư đường cũng kiêng kỵ hốc mắt trương huyền ửng đỏ thỏa mãn gật đầu bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đối phương không tệ rốt cục trưởng thành ánh mắt trương huyền xa xăm bùi ngùi mãi thôi lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh phụ thân vì cứu nàng không để ý đến thân phận làm ra vô số sự tình vi phạm quy tắc chỉ cầu nàng sống thêm mấy ngày thậm chí cuối cùng biết rõ hẳn phải chết vẫn không chút quay lại sông lên sơn mạch tràn đầy thánh thú, có đi không về. Đi vào độc biệt, tất cả độc sư trợ giúp mở ra thể chất, khí chất và lực lượng cả người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước đó yếu đuối, ngay cả lực lượng trói gà cũng không có, mà bây giờ, giơ tay nhấc chân, danh sư cửu tinh cũng kính sợ. Chắc hẳn ngụy trường phong ở trên trời có linh, cũng sẽ rất an ủi. Kéo kẹt, kéo kẹt, hắn xoa đầu nữ hài, suy nghĩ tung bay, đám người thầm khuyết, Lâm giang hải cắn chặt hàm răng, sợ tới mức muốn quất. Vị trước mắt này chính là tổ sư khai phái của bọn họ, tiên thiên độc thể, ở độc điện nói 102, ai dám nghi ngờ, thời gian nháy mắt sẽ bị độc chết. Cường đại đến không ai dám chống lại, thậm chí ngay cả phản đối cũng nói không ra. Bình thường bọn họ gặp mặt cũng phải cẩn thận cung kính, sợ đắc tội, tên này ngược lại tốt, trực tiếp sờ đầu, vuốt tóc, cưng chiều như hải tử. Điện chủ, không tức giận bọn hắn sợ tới mức rụt cổ, sợ điện chủ tức giận, lại phát hiện điện chủ chẳng những không tức giận, trong mắt còn mang theo kích động, hình như thấy được người thân, tràn đầy quyến luyến. Xem ra vị trương sư này, không chỉ truyền thụ điện chủ kỹ nghệ dùng độc, chỉ sợ còn có đại ân với nàng. Về sau thà rằng đắc tội điện chủ, cũng không thể đắc tội vị này. Ba người hiểu được, từng cái âm thầm cảnh giác. Đắc tội điện chủ, xin lỗi có lẽ còn có thể bỏ qua, đắc tội vị này, bị điện chủ biết chỉ sợ sẽ trực tiếp chém giết, không có lưu tình mảy may. Độc biện biện chủ là học sinh của hắn. Nói như vậy, lúc trước độc biện biện chủ bỏ qua cho công sư là nể tình hắn. Dạy ra học sinh cũng có thể làm độc biện biện chủ, nói rõ bản thân hắn cũng là một vị độc sư lợi hại. Khó trách động hư cảnh liền có thể huyên náo long trời lở đất, để trương ra, thánh tử điện, băng nguyên cung không làm gì được, độc công quỷ dị khó lường, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt khống chế kịch độc, chẳng khác nào nắm trong tay nhân tố không ổn định, nhất định phải giải quyết, nếu không một khi làm loạn, toàn bộ đại lục sẽ gặp nạn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả danh sư cửu tinh xôn xao. Vị độc điện điện chủ này, vừa xuất hiện không ai có thể ngăn cản, nhất cử nhất động kèm theo khí thức vô địch, kết quả đi tới trước mặt trương sư, quỳ xuống mặc cho vuốt ve, như một tiểu nữ hài. Bọn hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng xác định một việc. Vị trương huyền này, khẳng định càng thêm đáng sợ, không nghĩ biện pháp khống chế, một khi làm loạn, thiên hạ sẽ đại loạn. Nghĩ biện pháp lôi kéo, lôi kéo không được, diệt. Vẻ mặt nhậm thanh viễn nghiêm túc, truyền âm cho tất cả danh sư cửu tinh. Tuy thiên tài là của cải quý giá của nhân tộc, nhưng thiên tài nghe lời là thiên tài tốt, không nghe lời. Chính là tai họa. Danh sư đường khống chế đại lục vài vạn năm, xuất hiện thiên tài siêu cấp nhiều vô số kể, bởi vì một ít chuyện mà thuế biến thành ác ma, không biết gây hại bao nhiêu, bởi vậy đối mặt loại tình huống này, chỉ có hai con đường, thứ nhất, thuyết phục, nghe theo danh sư đường quản lý. Thứ hai, chém giết. Có thể chấn thủ đại lục vài vạn năm trường thịnh không suy, ngăn cản dị linh tộc không cách nào đi vào, danh sư đường cũng không phải người hiền lành, làm việc từ trước tới nay quả quyết. chương 2923, đường chủ lệnh của danh sư đường 2. Đám người khúc trưởng lão đồng thời gật đầu. Phân phó xong, nhậm thanh viễn quyền đường chủ nhìn xuống, vung tay lên, trong thanh âm mang theo an ủi. Trương Huyền, người từ danh sư nhất tinh, khảo hạch đến bát tinh, nói rõ nắm giữ tình cảm rất sâu với danh sư đường. Chỉ cần bó tay chịu trói, tùy ý trương gia, băng nguyên cung, thánh tử điện xử phạt, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Về sau còn có cơ hội trở thành danh sư, một mực phản kháng mà nói, bản thân không chỉ khó có đường sống, học sinh của ngươi cũng có khả năng bởi vì cứu ngươi mà chết. Dù độc biện, tiên thiên độc thể mạnh mẽ, nhưng danh sư đường sừng sững vài vạn năm, tuyệt không phải chỉ có chút thủ đoạn ấy. Nhậm đường chủ, nghe hắn trực tiếp bảo đảm đối phương bất tử, trương vô ngân cùng u nhược tâm lo lắng, vội vàng nhìn lại. Lời còn chưa nói hết, đã bị nhậm thanh viễn đánh gãy. Ta biết các người muốn nói gì, nhưng danh sư đường có danh sư đường cân nhắc, nếu như hắn đồng ý, ta sẽ cho các người một câu trả lời thỏa mãn. Vâng, nghe hắn nói như vậy, tuy hai người không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Thế nào, ta cho ngươi 10 phút cân nhắc. Nhậm thanh viễn lần nữa nhìn qua. Mặc cho bọn họ xử lý. Biết đối phương nghĩ cái gì, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Bọn họ xử trí như thế nào? Tuy người huyền náo động tính rất lớn, nhưng không ai tử vong, không tính là không cách nào vãn hồi, ta đã bảo đảm, chắc hẳn bọn họ sẽ cho ta mặt mũi. Nhậm thanh viễn gật đầu. Này cũng phải, người tự mình lên tiếng, bọn họ đích xác không dám làm gì ta, nhưng ta tò mò chính là danh sư Đường sẽ xử trí ta như thế nào. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương gia, Băng Nguyên cung, Thánh tử điện, nói thật, hắn đều hạ thủ lưu tình, chỉ cần danh sư Đường ra sức bảo vệ, cũng không dám làm gì mình, cùng lắm thì khôi phục trận pháp phá hư, xây dựng lại kiến trúc cho bồi thường thỏa đáng, khẳng định có thể thông cảm. Mấu chốt nhất là danh sư Đường lúc trước có khả năng đối phương không quan tâm bản thân, chỉ coi mình là một thiên tài, không quan trọng, nhưng bây giờ độc điện điện chủ là học sinh. Đã thành nhân tố không xác định, làm trưởng khống giả, không nguyện ý nhìn thấy nhất là loại cục diện mình không trưởng khống được này. Cho nên đối phương nói, tiếp tục làm danh sư là giả, mục đích là muốn triệt để khống chế mình, không nên xuất hiện biến cố không thể khống chế. Với tư cách thiên tài, danh sư đường tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ, để ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất, để ngươi mau chóng tăng thực lực lên, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi cần khắc linh hồn lên đường chủ lệnh. Cổ tay của Nhậm Thanh Viễn khẽ đảo, một lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không xê xích điện chủ lệnh của Thánh tử điện bao nhiêu, nhưng lại cho người ta một loại ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy vào thời không, biến mất không thấy gì nữa. Minh lý chi nhãn cũng nhìn không ra cấp bậc cụ thể là gì. Đây là năm đó sau khi khổng sư sáng lập danh sư đường, lưu lại đồ vật đại biểu thân phận, trừ đường chủ chân chính có thể hoàn mỹ thi triển, các đời quyền đường chủ chỉ có thể vận dụng một phần mười uy lực. Dù vậy đã có thể ứng đối tất cả vấn đề, có thứ này, trưởng khống giả vô địch dưới cổ thánh. Nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài, chân khí của nhậm thanh viễn nhẹ nhàng lay động, mọi người lập tức cảm nhận được uy áp nồng đậm, linh hồn run rẩy chương 2924, Đàm phán không thành một loại cảm giác này giống như đồ vật trong tay hắn, chỉ cần tế ra, liền có thể hủy diệt thiên địa, nguyên thần sẽ bị phá hủy. Đường chủ lệnh của tổng bộ danh sư đường, trừ xuân thu đại điển ra chính là đệ nhất trí bảo, các đời quyền điện chủ, mặc dù chỉ khống chế một phần mười lực lượng, nhưng có thể để vô số gia tộc, thế lực lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dưới cổ thánh không ai cản nổi, coi như dương sư cũng không dám tranh phong. Độc điện điện chủ, mặc dù rất mạnh, nhưng nếu ta thi triển ra vật này, có thể trực tiếp phá hủy linh hồn, tiên thiên độc thể, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Lệnh bài huyền phù ở trước mặt, nhậm thanh viễn nhìn qua. Tiên lễ hậu binh, tế thứ này ra, là muốn cho đối phương biết nội tình cùng thực lực chân chính của danh sư đường, cũng không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút. Thật đúng là không ngăn cản được. Ngụy Như Yên muốn nói chuyện, nhưng Trương Huyền đánh gãy, lắc đầu lệnh bài kia so với điện chủ lệnh của thánh tử điện thì mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần thật muốn tế ra thật khó mà ngăn cản không biết linh hồn khác ở phía trên ta có ảnh hưởng gì không trương huyền hỏi tiếp thật có một chút ảnh hưởng có điều yên tâm đều là chỗ tốt một là bảo đảm vĩnh viễn sẽ không vi phạm ước định của danh sư thứ hai xuất hiện nguy hiểm cũng có thể thông qua linh hồn truyền lại báo tin danh sư đường tốc độ nhanh nhất nhận được viện trợ nhậm thanh viễn nói bảo đảm sẽ không vi phạm ước định của danh sư nói như vậy tương đương với ký kết khí ước khống chế linh hồn trương huyền nói đây giống như thú sủng thật muốn khắc linh hồn lên chẳng khác nào bị đối phương quản chế sẽ không bị bản thân khống chế khắc linh hồn lên chỉ là phòng ngừa xuất hiện sự tình phản bội nhân tộc xuất hiện sẽ không cưỡng ép khống chế đi làm cái gì điểm ấy không cần lo lắng nhậm thanh viễn xua tay lưu lại linh hồn chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng không phải tận lực làm khó. Chỉ cần đối phương đồng ý, tương đương với triệt để hợp nhất, sự tình hôm nay liền có thể khống chế lại. Không có ý tứ, dù không cưỡng ép khống chế, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Trương Huyền lắc đầu, khắc linh hồn lên, tương đương với bị hạn chế, thời điểm đối phương muốn giết liền giết, để hắn làm chuyện gì, nhất định phải làm cái đó, sống giống như thú sủng, làm sao có thể đồng ý? coi như đối phương nói hay hơn nữa, nhưng linh hồn bị quản chế, nếu thật để hắn làm chuyện không muốn làm, cũng không có phương pháp gì. Tỷ như muốn mình hủy bỏ ngụy Như Yên, giải tán độc biệt, tận trách sự tình danh sư nên làm, giải quyết triệt để tai họa ngầm. Bản thân làm hay không làm? Không chấp nhận. Vẻ mặt của Nhậm Thanh Viễn âm trầm xuống. Người có biết kết quả không? Nếu ví cái này như đế quốc mà nói, đối phương khống chế độc biệt tương đương với cầm binh quyền còn không khuất phục, đã chạm đến điểm mấu chốt. Ta tự nhiên biết rõ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía nữ hài trước mắt, mang theo ái náy. Là lão sư liên lụy ngươi. Hắn không khuất phục, danh sư đường tất nhiên sẽ làm ra quyết định, Ngụy Như Yên tới cứu mình, làm như vậy, cũng là kéo nàng đến phía đối lập của danh sư đường. Lão sư nói gì vậy, mạng của học sinh là của ngươi, nào có cái gì liên lụy hay không liên lụy. Bất quá, thật muốn động thủ với chúng ta, cũng phải làm tốt chuẩn bị hao tổn hơn phân nửa. Ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, một mảng lớn bóng người xuất hiện ở trước mặt. chương 2925, đàm phán không thành hai. Những người này, từng người mặc danh sư bào, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt đen nhánh, vừa nhìn liền biết thân chúng kịch độc, đã hôn mê bất tỉnh. Đây là, tất cả danh sư của danh sư đường nàng thật hạ độc tất cả. Trên không trong nháy mắt xôn xao. Mới vừa rồi nhậm thanh viễn còn uy hiếp, vẻ mặt càng khó coi. Nằm trên đất, hắn tự nhiên quen biết là dùng băng nguyên cung làm trung tâm, trong phạm vi ba vạn cây số, tất cả cường giả đỉnh cao của danh sư đường, không ít đều đạt đến bát tinh. Những người này ở đây hô phong hoán vũ, mạnh mẽ vô song, nhưng độc biện điện chủ tự mình ra tay, tất cả đều không chống lại được, bị bắt tới nơi này ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhậm thanh viễn hít mắt lại, lạnh lùng nhìn qua. Không làm gì, người ra tay với sư đồ ta cũng không có gì, nhưng ta có thể bảo đảm, hôm nay ta chết ở chỗ này, tất cả độc sư của độc điện sẽ lập tức điều động, toàn bộ danh sư của danh sư đường trên đại lục, sẽ chết ít nhất một nửa. Ngụy như yên chắp hai tay sau lưng, trên người lộ ra khí tức ngạo nghế. Nếu như nói mới vừa rồi còn là tiểu nữ hài giúp vào bên người lão sư, hiện tại tuyệt đối là đại quan chấp trưởng một phương, cho dù là danh sư đường, cũng không thể nói diệt liền diệt. Vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên. Giám uy hiếp danh sư đường, xem ra những năm này, không có diệt tuyệt độc điện bọn ngươi, là sai lầm lớn nhất. Nghe nàng nói, tất cả danh sư cửu tinh đều tức đến run rẩy. Đường đường đại lục đệ nhất chức nghiệp, quen cao cao tại thượng, lúc nào có người dám ở trước mặt nói như vậy. Danh sư đường ta, sau khi trở thành danh sư, liền làm xong chuẩn bị xả thân lấy nghĩa, dùng bọn họ uy hiếp ta, không được. Nhậm thanh viễn cố nén tức giận, lạnh lùng nói. Tuy độc sư dùng độc quỷ dị, để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng độc cũng không phải vạn năng, chỉ cần đu ụng tâm, danh sư đường còn có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Năm đó vu hồn sư làm hại, cường đại như vậy, cũng bị nhổ tận gốc. Độc sư, lý giải dược vật có con đường riêng, đối với nhân tộc tiến bộ, có tác dụng nhất định, mới giữ lại đến bây giờ, ta hy vọng ngươi không nên bởi vì nhất thời tư dục, mà hủy diệt chức nghiệp truyền thừa vạn năm này. Xả thân lấy nghĩa, vậy tốt, chúng ta thử xem ai không nhịn được trước. Thấy hắn không sợ hãi chút nào, ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, tay ngọc bỗng nhiên vung lên, trước đó sương mù vây quanh thân thể, lần nữa phiêu tán ra. Một danh sư cửu tinh khoảng cách gần nhất, còn chưa kịp chạy trốn, vẻ mặt tối sầm lại, thẳng tắp từ không trung rớt xuống ngã xuống đất không ngừng nôn mửa a à, đám người trương vô ngân u nhược tâm nhìn thấy sương mù khủng bố như vậy tất cả đều sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau từng người không dám tới gần tiên thiên độc thể danh khí thực quá lớn nếu ngươi tự tìm cái chết vậy ta chỉ có thể động thủ thấy đối phương phóng thích khí độc tùy thời có thể đồ diệt một thành làm không cẩn thận vạn quốc liên minh sẽ biến thành địa ngục nhân gian Nhậm thanh viễn nhịn không được nữa, ngón tay bỗng nhiên điểm ra. Ông, đường chủ lệnh kêu khẽ, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ để cho người ta chóng mặt, bỗng nhiên đánh xuống, dường như ý định trực tiếp giết chết linh hồn của Ngụy Như Yên. Âm âm, khí độc bốn phía sôi trào, Ngụy Như Yên nhíu mày, ngăn cản công kích. Dùng phương thức công kích linh hồn, tới đối phó lão sư cùng sư muội của ta. Danh sư đường cách làm, dường như so với các ngươi trong miệng chỗ khinh thường hồn sư, còn muốn vô sỉ đi. Âm âm, ngay thời điểm ngụy như yên có chút ngăn cản không nổi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó nhìn thấy một hồn phách to lớn xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, đường chủ lệnh lập tức rơi xuống lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, nhưng Thủy chung không cách nào chạy trốn. chương 2926, Đồ Nhi lộ sung trở về. Một, đây là, vu hồn, vu hồn sư, không phải bị diệt đi vài vạn năm sao, sao vẫn tồn tại?" Vu Hồn kia nói, đối phó lão sư cùng sư muội, chẳng lẽ hắn cũng là học sinh của Trương Huyền? Không chỉ dạy ra độc sư, còn dạy ra một phu hồn. Tất cả mọi người biến sắc, một đám danh sư cửu tinh thiên băng địa liệt cũng mặt không đổi sắc, giờ phút này tất cả đều giống như gặp quỷ. Dạy ra độc điện điện chủ tiên thiên độc thể thì cũng thôi đi, phu hồn khổng lồ như vậy, vậy mà cũng tự xưng học sinh của hắn? thật hay giả. Tuy vu hồn sư truyền thừa đoạn tuyệt vài vạn năm, nhưng vừa ra tay ngay cả đường chủ lệnh cũng có thể bắt lại, ép nhậm thanh viễn quyền đường chủ không cách nào ra tay. Thực lực mạnh yếu, tất cả mọi người vẫn có thể nhìn ra được. Dạy ra học sinh còn mạnh hơn mình, mấu chốt là thoáng cái xuất hiện hai người. Buông ra cho ta. Nhậm thanh viễn cũng không nghĩ tới một vu hồn bất ngờ xuất hiện, còn thừa dịp hắn không sẵn sàng, cướp đi đường chủ lệnh, sắc mặt tái xanh, vội vàng bắt lại đường chủ lệnh, đại biểu uy nghiêm cùng địa vị của danh sư đường, không thể sai sót. Tê lạp, không khí bị xé nứt, bốn phía xuất hiện vặn vẹo. Có thể trở thành quyền điện chủ, thực lực của nhậm thanh viễn cường đại hơn đám người trương vô ngân không ít, toàn lực ra tay, mọi người chỉ cảm thấy thanh âm, ánh sáng bốn phía đều bị tước đoạt, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen kịt, phảng phất như thiên địa bị xé nứt. Đương nhiên, cũng không phải là chân chính xé rách thiên địa, mà là một loại ảo giác chiêu này đã có thể ảnh hưởng đến nguyên thần cùng linh hồn, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được thật giả. Thực lực rất mạnh, nhưng mà muốn bắt ta, còn có chút không đủ. Vu hồn nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh chậm rãi nhạt nhòa, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trên không trung, phảng phất như chưa hề xuất hiện qua. Là thất vu hồn xuyên toa truyền. Con người của lạc khinh trần co rút lại. Vu hồn xuyên toa. Trương vô ngân không hiểu. Vu hồn vô hình vô chất, chỉ cần ý niệm đầy đủ, hoàn toàn có thể phá vỡ không gian ràng buộc, tiến hành xuyên qua, vật chất không cách nào ngăn cản. Tuy không thể giống như truyền tống trận truyền tống cự ly xa, nhưng ở cự ly ngắn sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lạc khinh Trần giải thích, nhờ vào huyết mạch, hắn nắm giữ không gian cường đại hơn mọi người ở đây không ít, biết độ khó xuyên toa rất rõ ràng. Thân thể xuyên qua, cần gánh đủ loại không gian phong bạo, khó mà chống lại, vu hồn sẽ dễ dàng hơn không ít, có thể đột phá không gian ràng buộc. Mặc dù thực lực của nhậm thanh viễn cực mạnh, nhưng muốn bắt lại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hô! Lời còn chưa dứt, phu hồn vừa mới biến mất đã xuất hiện ở trước mặt một danh sư cửu tinh. Âm âm! Vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ ra, thẳng tắp đâm đến vị danh sư cửu tinh này. Bành! Còn không kịp phản ứng, vị danh sư này liền bị đánh trúng, bay ngược ra, và sụp vô số kiến trúc. May mắn trước khi đám người nhậm thanh viễn tới, biết sẽ gây ra động tính cực lớn, để danh sư đường địa phương sơ tán người bình thường, nếu không không biết có bao nhiêu sinh mệnh vô tội chết oan. Ngươi, chuyển đi sức mạnh của ta. Nhậm thanh viễn vội vàng dừng tay, trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Dùng nhãn lực của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, thời điểm đối phương tiến hành vu hồn xuyên toa, một phần lực lượng công kích của hắn cũng bị cuốn đi, lúc này mới đánh đồng bạn mình trọng thương chương 2927, Đồ Nhi lộ sung trở về. 2. Không sai, tới đi, tiếp tục tiến công, ta thấy danh sư cửu tinh các người còn lại rất nhiều, có thể đánh bại từng cái. Khóe miệng vu hồn nâng lên, cười nhạt một tiếng. Ngươi, nắm đấm nắm kéo kẹt vang vọng, nhậm thanh viễn sắp nổ tung. Đối phương có thể xuyên toa không gian, công kích của hắn sẽ không có bất kỳ tác dụng nào, một khi lần nữa chuyển rời đến trên người danh sư khác, chẳng phải tương đương đả thương người một nhà. Vu hồn sư có thể tiến hành vu hồn xuyên toa, thấp nhất cũng đạt đến cửu tinh, vu hồn truyền thừa không phải đoạn tuyệt sao. Người đến cùng là ai? Từ đâu tới? Nhậm thanh viễn nhịn không được nữa, lớn tiếng hỏi. Nắm giữ loại thực lực này, tuyệt không phải một lần liền thành, làm sao danh sư đường chưa từng nghe được bất cứ tin tức gì. Vu hồn là bị danh sư đường tiêu diệt, nhưng truyền thừa không triệt để đoạn tuyệt. Được rồi, người còn tấn công không không tấn công ta muốn nghỉ ngơi vu hồn nhàn nhạt, nhạt nhìn qua trong mắt mang theo chiêu tức sao đường chủ lệnh ra nếu không danh sư đường có thể diệt vu hồn sư ngươi một lần cũng có thể diệt lần thứ hai nhậm thanh viễn quát bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh mặt đất t lạp không gian bốn phía giống như đóng băng muốn xé rách gần như không có khả năng làm được võ ký đóng băng không gian có thể triệt để cầm cố lại không gian trận pháp truyền tống cũng sẽ mất đi hiệu lực. Vừa rồi cố ý hỏi thăm, trên thực tế lại tích trữ lực lượng, thì triển ra chiêu này. Ta nhìn ngươi còn chạy trốn thế nào? Không gian đông cứng, nhậm thanh viễn thở phào nhẹ nhõm, lông mày nâng lên, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện, chỉ vào không trung, thẳng tắp đâm tới vu hồn. Kiếm này mang theo sát khí nồng đậm, còn chưa tới trước mặt đã tựa như biến thành thực chất, xem như vu hồn, chính diện đụng tới cũng khó có thể chạy trốn nhìn thấy uy lực của kiếm này biết không tránh né được phù hồn cũng không bối rối ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng thân hình to lớn đột nhiên thu nhỏ trong nháy mắt giống như lệnh bài trực tiếp trốn ở đằng sau đường chủ lệnh ông không nghĩ tới tên này lại còn có thể thu nhỏ tiếp tục nữa kiếm chiêu tất nhiên sẽ đâm vào đường chủ lệnh nhậm thanh viễn vội vàng dương cao trường kiếm thu lực lượng về bởi vì chân khí thu quá nhanh ngực đau đớn nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi ha ha, người có thể tiếp tục động thủ, dù sao có cái lệnh bài này ở đây, người sẽ không giết được ta. Thấy hắn thu lực lượng về, phù hồn nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa biến trở về bộ dáng trước đó. Ngươi, nhậm thanh viễn hít mắt lại, ngực không ngừng cuộn trào, dường như cả người sắp bùng nổ. Một độc sư vạn năm không dám đi ra, một chức nghiệp không biết bao lâu trước đã biến mất. Vậy mà ép hắn có lửa không phát ra được, đổi lại trước đó có người nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đường chủ lệnh, nắm giữ ý niệm của các đời quyền đường chủ, tuy người dùng vu hồn cướp đi, ngăn cách ý niệm của ta quan sát, nhưng mà vĩnh viễn không cách nào khống chế, thậm chí còn thời khắc đề phòng bị phản phệ. Nhậm thanh viễn hít sâu một hơi, áp chế lại phẫn nộ trong lòng, lần nữa nhìn qua. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại ngươi lấy đường chủ lệnh, nhưng linh hồn giống như tiếp xúc bàn ủi đi. Đường chủ lệnh, đại biểu tôn nghiêm của danh sư đường, nếu người người đều có thể cướp đi thì không có ý nghĩa gì đối phương thoạt nhìn cầm đi mình không có cách nào cướp về nhưng trên thực tế chỉ sợ đang thừa nhận các đời tiên tổ công kích không cách nào khống chế thứ này quả thực có chút phỏng tay vu hồn cười cười bất quá hiện tại còn không thể trả lại ngươi nói xong không tiếp tục để ý đối phương thân thể nhoáng một cái rơi trên mặt đất đầu gối quỳ dạp xuống đất đồ nhi lộ sung bái kiến ân sư chương 2928, lộ sung thuế biến một Không tệ, không tệ. Nhìn vu hồn trước mắt biến thành người bình thường, bộ dáng nam hài quái gở kia có thể thấy rõ ràng, trương huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người này, tự nhiên chính là lộ sung đi vào tổ địa vu hồn sư. Thời điểm mới vừa gặp đối phương, trầm mặc ít nói, một câu cũng không nói, bây giờ ngay cả quyền đường chủ của danh sư đường cũng dám trêu chọc, nói rõ đã đi ra bóng mở ra tộc bị diệt, không cô tịch giống như trước đó. Học sinh của mình, thực lực cao thấp hắn không thèm để ý, dù sao có hắn, thực lực lại thấp cũng có thể đứng ngạo nghễ thế gian. Nói thật, hắn coi trọng nhất là tính cách. Tính cách quyết định vận mệnh. Chỉ có người không ngừng đột phá, cố gắng tiến lên, mới có thể chân chính sung kích đỉnh phong, có tiềm chất cường giả. Không cầu phát triển, được chăng hay chớ, ngày ngày trang bước mà không đi tu luyện, dù là lão sư tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, cũng không cách nào để hắn trở thành cao thủ chân chính, giống như Tôn Cường vậy. Hắn đi theo phía sau mình thời gian dài nhất, dùng tài nguyên cũng nhiều nhất, nhưng lại là người yếu nhất. "Lão sư, Đồ Nhi may mắn không làm nhục mệnh, triệt để thức tỉnh hồn thể." Nghe được lão sư khen ngợi, Lộ Sung cực kỳ kích động. "Ta thấy được." Trương Huyền cười cười. Vì cứu mình, hắn bị vị thái tử kia của Hiên Viên Vương quốc đánh trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này mới phát hiện hồn thể vô cùng to lớn, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ biến hóa kinh thiên động địa, hiện tại ngay cả nhậm thanh viễn cũng có thể trêu đùa, xem ra hồn thể nhất định đã hoàn mỹ dung hợp bản thân. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá bản thân, tiến bộ so với hắn còn nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ừm, thấy lão sư mỉm cười, trong lòng lộ sung thỏa mãn, giống như một đứa bé được cha mẹ khen ngợi, nhẹ gật đầu, vội vàng dơ lên đồ vật trong lòng bàn tay. Lão sư, thứ này trước đặt ở chỗ ngươi, nếu không bị vị quyền đường chủ kia đoạt lại, chúng ta đều không chống lại được." Trương Huyền đưa tay nhận lấy. Lộ Sung có thể cướp, cũng không phải thực lực mạnh hơn Nhậm Thanh Viễn, mà là vu hồn ẩn nấp rất khó phát hiện, lại thêm tất cả tinh thần lực của đối phương đều tập trung ở trên người Ngụy Như Yên, mới thừa dịp bất ngờ, một lần đắc thủ. Một khi có chuẩn bị, đừng nói hắn, coi như tu vi lại cao hơn gấp đôi, chỉ sợ cũng không thể hoàn thành nếu không, người người đều đi trộm đường chủ lệnh, danh sư đường cũng không cần tồn tại. Bàn tay cùng đường chủ lệnh tiếp xúc, Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ đặc thù cảm giác xông lên đầu, hình như thứ này, thiếp thân chuẩn bị cho hắn đồng dạng, tùy thời đều có thể luyện hóa. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhịn không được sướng sờ. Cái đường chủ lệnh này, tuyệt đối là lần đầu tiên tiếp xúc, vốn cho rằng pháp bảo cường đại như thế khó mà khống chế, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa nắm bắt tới tay, thật giống như đồ vật hắn luyện chế ra, tràn đầy quyến luyến. Ta có thể luyện hóa. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua, Trương Huyền đang muốn thử xem có thể dung hợp máu của mình hay không, liền cảm thấy áp lực cực lớn đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả danh sư cửu tinh chẳng biết lúc nào tụ tập, phối hợp trận pháp bốn phía, ở trên không trung tạo thành một lồng ánh sáng to lớn. Lão sư, là trận pháp hộ thành của Liên minh đế quốc, lấy danh sư đường của Liên minh đế quốc làm trung tâm tạo dựng, dùng để chống cự ngoại địch, hiện tại phối hợp rất nhiều danh sư cửu tinh, triệt để kích hoạt lên. Vẻ mặt của Ngụy Như Yên nghiêm túc. Trận pháp hộ thành. Ừm, trận pháp này không tính lợi hại, nhưng nhiều danh sư cửu tinh làm trận tâm như vậy, dùng hết lực lượng thôi thúc liền không thể khinh thường, chúng ta đừng nói đối kháng, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Thấy lão sư không hiểu, Ngụy Như Yên giải thích. Chương 2929, Lộ Sung thuế biến khai danh sư đường thống lĩnh đại lục, để dị linh tộc vài vạn năm không dám xâm phạm, bản thân thực lực mạnh chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất là khắp nơi đều xây dựng phân bộ danh sư đường, những phân bộ này tác dụng lớn nhất là bố trí vô số đại trận, năm này tháng nọ tầm bổ, một khi xuất hiện biến cố, vận chuyển lên có thể lập tức phát huy ra uy lực để cho người ta khó mà chống lại. Tựa như hiện tại, bản thân liên minh đế quốc là thế lực không kém, danh sư đường bố trí trận pháp, kết hợp với nhiều danh sư cửu tinh như vậy, triệt để vận chuyển, dương sư cũng khó mà chạy trốn. lão sư yên tâm, vu hồn của ta xuyên toa phối hợp độc công của sư tỷ, coi như bọn họ rất mạnh, muốn giữ lại chúng ta cũng không dễ dàng. lộ sung cười cười, trên gương mặt thanh tú lộ ra tự tin mãnh liệt. tiếp nhận vu hồn tổ địa truyền thừa, hắn không còn là tên ngố trước kia, giống như ngụy như yên đã thuê biến thành đại lão một phương, nhất cử nhất động đều kèm theo uy nghiêm, để cho người ta không dám xâm phạm. đúng vậy trận pháp của bọn họ lợi hại, chính diện chống cự rất khó, nhưng mà chạy trốn mà nói, chỉ sợ còn ngăn không được. Ngụy Như Yên cũng lên tiếng, khí độc ở bốn phía thân thể sôi trào, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, bao phủ bát phương. Rời đi ta ngược lại không có lo lắng, thực lực của lão sư các ngươi, mặc dù hiện tại không tính quá cao, nhưng một lòng muốn chạy trốn mà nói, còn có thể làm được. Thấy hai học sinh tự tin như vậy, Trương Huyền cười cười thực lực của hắn không bằng học sinh, nhưng dùng trận pháp nhốt hắn, tương đương thịt đưa đến bên miệng sói. Từ Thiên Huyền Vương quốc đi ra, còn không có gặp qua ai có thể vây khốn hắn bằng trận pháp. Vậy, hai người nghi ngờ. Có thể chạy trốn, vì sao không trốn, chẳng lẽ nhất định phải chờ bị những người này vây? Ai, hiện tại còn không thể đi, triệu nhã sư tỷ của các ngươi tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, một khi đi, công lao đổ biển chỉ là việc nhỏ. Làm không cẩn thận còn có thể tử vong. Thấy bọn họ không hiểu, Trương Huyền giải thích. Triệu Nhã Sư tỷ, tu luyện, nàng ở đâu? Nghe được Sư tỷ cũng ở đây, hai người đồng thời sững sờ. Chân khí của Trương Huyền bọc Triệu Nhã thành bánh trưng, không cách nào phân biệt dung mạo, coi như hai người cũng không nghĩ ra, đồ vật tản mát ra khí tức dị linh tộc trước mắt kia là Sư tỷ của bọn hắn. Kinh mạch nàng xuất hiện vấn đề, ta định tái tạo kinh mạch cho nàng, dùng kinh mạch đồ mới lúc này mới xuất hiện khí tức như thế trương huyền chỉ về phía trước nói tái tạo kinh mạch dùng kinh mạch đồ mới ngụy như yên cùng lộ sung liếc mắt nhìn nhau mỗi người hít một hơi lãnh khí loại sự tình này nghe cũng không có nghe qua khả năng cũng chỉ có lão sư mới dám làm như vậy sư tỷ ở đây vậy chúng ta liền thể sống chết bảo vệ dù nguy hiểm cũng sẽ không lùi bước sống lưng của ngụy như yên thẳng tắp lão sư vì sư tỷ đối mặt nhiều danh sư như vậy cũng không có sợ hãi chút nào, làm đệ tử, các nàng lại có sợ gì. Cùng lắm thì chết mà thôi. Ta cũng thể sống chết bảo vệ lão sư cùng sư tỷ. Lộ sung nhẹ gật đầu. Ừm, tâm ý của các ngươi ta biết, chẳng qua cho dù có trận pháp, muốn chém giết chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi trước hộ pháp cho ta, ta nghiên cứu lệnh bài này một chút lại nói, nếu như có thể dùng cái này giải quyết phiền phức, thì không còn gì tốt hơn. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt lần nữa nhìn về phía đường chủ lệnh trong tay. chương 2930, danh sư đường chạy một. Nếu là đường chủ lệnh, nhất định nắm giữ năng lực hiệu lệnh tất cả danh sư, thật có thể luyện hóa, có lẽ có thể giải quyết khốn khó trước mặt, không cần lưỡng bại câu thương. Thiếu hụt, nắm chặt lệnh bài, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Hô, một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Danh sư đường đường chủ lệnh, cổ thánh trí bảo, dùng ba giò thánh huyết của khổng sư dung luyện thành, đối với linh hồn nắm giữ lực công kích cực mạnh. Thiếu hụt, không cách nào điều tra. Không cách nào điều tra, cái này sao có thể. Trương huyền nhịn không được ngẩn ngơ. Cùng nhau đi tới, gặp qua không biết bao nhiêu vũ khí, đủ loại kiểu dáng, muôn hình muôn vẻ, bất kể đại sư lợi hại như thế nào luyện chế, đều sẽ có thiếu hụt, ở trước mặt thiên đạo thư viện, không có bí mật đáng nói, nhưng cái trước mắt này, lại không cách nào điều tra, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ khổng sư cũng là diễn hư thể trong lòng trương huyền hơi động diễn hư thể có thể để cho thiên cơ sư không cách nào điều tra thậm chí thư viện cũng khó thẩm tra tựa như hắn thư viện có thể nhìn thấu những người khác thiếu hụt tìm ra sơ hở nhưng mà chính hắn thậm chí sự tình liên quan tới mình liền không có quá tác dụng lớn bởi vậy thư viện điều tra không ra tình huống của nó sẽ trở nên bình thường cái đường chủ lệnh này là từ ba giọt huyết dịch của khổng sư Dung Luyện Thành, đồng dạng điều tra không ra, có phải nói người sau cũng giống như mình, là diễn hư thể. Có lẽ vậy. Trương Huyền trầm tư một chút, ngay sau đó nói, ngay cả tiểu thiên tài của Trương gia, Lạc gia tiểu công chúa cũng vậy, đại nhân vật như khổng sư là loại thể chất này cũng nằm trong dự liệu. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể tung hoành thiên địa, dị linh tộc tiêu hao vô số tâm huyết cũng không bắt được, giết không chết cuối cùng khai sáng ra thịnh thế cho nhân loại. Không biết thiếu hụt, làm sao luyện hóa? Trương Huyền nhíu mày. Trước kia luyện hóa vũ khí, đều là tìm thiếu sót trước, sau đó lợi dụng, nhẹ nhóm luyện hóa, nếu không dựa theo thủ đoạn bình thường, vũ khí thánh cấp cần 1-2 năm rèn luyện, về thời gian sẽ tiêu hao không nổi. Thử xem huyết dịch, ngón tay điểm một cái, một giọt máu từ đầu ngón tay bay ra rơi vào trên lệnh bài. Phần phật, lệnh bài giống như lá sen nhẫn bóng, Huyết dịch trượt ở phía trên, không có bất kỳ bộ dáng hấp thu nào, nhấp nhô vài vòng, sau đó rơi trên mặt đất. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Vũ khí bình thường, chỉ cần huyết dịch dính lên sẽ lập tức hấp thu, ý niệm bản thân hòa vào trong đó, nhưng cái này rõ ràng không phải như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật không hấp thu huyết dịch. Rất thân cận ta, nhưng không hấp thu huyết dịch, cái này làm sao luyện hóa? Nắm lệnh bài trong tay, cảm giác cực kỳ thân thiết, còn tưởng rằng luyện hóa cực kỳ đơn giản, làm sao cũng không nghĩ đến, so với những binh khí khác càng khó. Âm âm, đang tràn đầy xoắn suýt, lần nữa nghe được trên không nổ vang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trận pháp bốn phía đã bố trí xong, đám người nhậm thanh viễn lạnh lùng nhìn qua, giống như nhìn lấy dê đợi làm thịt. Được rồi, không có thời gian luyện hóa, trước thu lại, sau đó nghiên cứu. Cổ tay khẽ đảo, thu lệnh bài vào nhẫn. Đối mặt hắn thu lấy, đường chủ lệnh cũng không phản kháng, cực kỳ ngoan ngoãn. Loại cảm giác này, giống như điều ti kiếp trước ưa thích nữ thần, có thể hẹn, có thể nói chuyện phiếm, nhưng thời điểm muốn tiến thêm một bước, sẽ bị đẩy ra vô tình, người cho rằng là tình yêu, trên thực tế chỉ là lốp xe dự phòng. chương 2931, danh sư đường chạy hai. Hiện tại đường chủ lệnh chính là như vậy, sở tới sở lui cực kỳ thuận theo, thu vào trong giới chỉ cũng không phản kháng, nhưng muốn luyện hóa lại không được. Trương Huyền, nếu như còn nhớ thân phận danh sư trước kia, thì giao đường chủ lệnh ra. Nếu không, độc điện cùng vu hồn sư sẽ ở ngày hôm nay trở thành lịch sử. Nhậm thanh viễn lạnh lùng nhìn qua. Trước đó hắn còn nghĩ, có thể bắt sống vị này, khống chế lại hay không, bây giờ đối phương cướp đi đường chủ lệnh, thậm chí còn thù vào trong giới chỉ, đã không còn khả năng cứu vãn. Trước mặt mọi người cướp đi đường chủ lệnh, tương đương với hao tổn tôn nghiêm của danh sư đường, lại thêm hai học sinh của hắn, một vị khống chế độc biệt, một vị là đại năng vô hồn. Không xử lý, đã khó mà khống chế. Trở thành lịch sử, vậy nhìn xem các người có bao nhiêu mạng người tới lấp đi. Ngụy Như Yên hừ nhẹ một tiếng, bàn tay lăng không chảo một cái, một đoàn khí độc phân tán bốn phía, bao phủ đám người trương huyền, như một cái lồng ánh sáng. Bất kể chân khí hay lực lượng, chỉ cần đi vào lồng ánh sáng, sẽ chạm phải khí độc, danh sư cửu tinh cũng khó may mắn thoát khỏi không biết sống chết, mọi người nghe lệnh, vận chuyển khôi tinh trận. Nhậm thanh viễn cười lạnh, trường kiếm trong tay nâng lên. Phần Phật, các danh sư cửu tinh lập tức chuyển động thân hình, thời gian nháy mắt, vô số lực lượng mượn nhờ kiến trúc cùng trận pháp ở bốn phía, hội tụ vào một chỗ, tập trung ở trên mũi kiếm của hắn, mang theo khí thức mạnh mẽ tựa như lôi đình. Phá, lực lượng tập trung, kiếm mang bắn ra, như một giải lụa màu vàng óng, phá không ép xuống, không gian nứt ra vết rách, khí độc tới đụng một cái không có kiên trì quá lâu đã bị xé rách giống như giấy chia làm hai đoạn hư lộ sung gầm thét lần nữa biến thành hồn thể bỗng nhiên không gian giống như bị may vá ở dưới hồn tuyến dẫn dắt lần nữa khép lại mượn dùng hồn lực may vá không gian không hổ là hồn sư quả nhiên có chút thủ đoạn có điều ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu nhậm thanh viễn cười lạnh trường kiếm trong tay tiếp tục ép xuống tê lạp kiếm mang như điện mang theo lực lượng không thể ngăn cản phốc lộ sung hơi đỏ mặt thân thể kìm lòng không được rơi xuống dưới tựa hồ có chút không kiên trì nổi mặc dù thực lực của hắn không yếu nhưng mười mấy vị danh sư cửu tinh phối hợp đại trận lại thêm nhậm thanh viễn tự mình ra tay căn bản không chống lại được khí độc bị xé nứt vẻ mặt của ngụy như yên cũng biến thành phấn trắng trên đầu chảy ra mồ hôi lão sư chúng ta sắp không kiên trì nổi nàng nhịn không được nữa nhìn lại Ừm, trương huyền gật đầu hai đệ tử ngăn cản công kích hắn cũng không nhàn rỗi thưa dịp nhìn kỹ trận pháp tìm ra không ít thiếu hụt chỉ bất quá những thiếu hụt này cách nơi này đều có chút xa dùng tình huống hiện tại của hắn căn bản không thể đến ta nói cho các người biết một chỗ hai người các ngươi ai nghĩ biện pháp lao ra phá chỗ đó đi có thể giải quyết trận pháp này trương huyền dừng lại một chút truyền âm dặn dò mới nói một nửa liền thấy trên không kiếm mang đột nhiên tạch tạch, tựa như bẻ gãy, Nhậm Thanh Viễn vốn đằng đằng sát khí, khí tức cứng lại, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống, hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao vậy? Nhậm Thanh Viễn ổn định khí tức, xoay người hét lớn. Ngay vừa rồi, trận pháp đột nhiên xuất hiện biến cố, nếu không phải thực lực hắn mạnh mẽ, chỉ sợ lần này đã bị đánh chết tươi. Bẩm báo quyền đường chủ, không biết xảy ra chuyện gì? trận pháp hạch tâm của danh sư đường, đột nhiên, đột nhiên chảy. Một danh sư bay tới, bờ môi run rẩy chương 2932, Vương Dĩnh đến một Danh sư đường chảy. Thân thể của nhậm thanh viễn nhoáng một cái. Người nói cái gì? Những danh sư khác cũng ngây người. Danh sư đường là kiến trúc, là vật chết, làm sao lại chạy? Hơn nữa ở thời khắc trọng yếu như vậy. Coi như nói đùa, cũng không phải đùa như vậy nha là ta tận mắt nhìn thấy, kiến trúc của danh sư đường chạy cực kỳ biệt nhanh, hình như nghe theo mệnh lệnh của ai đó. Thấy mọi người đều không tin, vị danh sư này vội vàng giải thích. Đã mọc ra chân, không tin, các ngươi nhìn. Nói xong chỉ xa xa. Mọi người vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy nơi xa khói bụi mù mịt, vô số kiến trúc điên cuồng lao đến, tựa như thiên quân vạn mã, kịch liệt va chạm, mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Ta sát, đây là nhà của ai? một đám kiến trúc, dương nanh múa vuốt sông lại, muốn làm gì? Sẽ không phải là nhà triều chứ, giống như thú triều ấy. Ta chỉ nghe qua thú triều, còn chưa từng nghe qua nhà triều. Tất cả danh sư cửu tinh ra đầu nổ tung, ngay cả trương vô ngân, lạc khinh trần cũng hai mặt nhìn nhau, miệng há to có thể nhét vào quả trứng gà. Gặp qua thánh thú trấn kinh làm chuyện điên rồi chạy loạn, gặp qua bầy cá, bầy chim chạy loạn, nhưng từ chưa thấy qua một đám nhà đều nhịp chạy tới quả thực lật đổ cảm quan. Là có người khải linh cho những phòng ốc này. Nhậm thanh viễn cố nén ngực sôi trào, lông mày không ngừng nhảy. Vừa mới bắt đầu cực kỳ khiếp sợ, giờ phút này đã hiểu được. Nhà bình thường là sẽ không động, có thể giống như hiện tại nhảy loạn, chạy loạn, còn có cái huyết sáo, một bộ giống như lưu manh. Khẳng định là bị người khải linh. Không đúng, đây không phải nhà bình thường, mà là danh sư đường. Thật đúng vậy, hàn băng thành danh sư đường liên minh đế quốc danh sư đường thiên diệp thành danh sư đường tử hương các danh sư đường những cái này trước đó ta đều đi qua không nghĩ tới bọn chúng đều nhổ đất chạy ra cái lớn nhất kia sao nhìn quen mắt như thế là tường thành của liên minh đế quốc nhà càng đi càng gần mọi người thấy rõ bộ dáng của vô số kiến trúc lông mày càng nhảy loạn từng cái há to miệng không khép lại được lại là tất cả danh sư đường trong phạm vi mấy vạn cây số những thứ này, trước kia đều là vị trí người người kính sợ, khu vực trọng yếu nhất một phương, đại biểu uy nghiêm, giờ phút này tất cả đều huyết sáo sông lại, thậm chí thỉnh thoảng còn lắc eo, tràn đầy phong tao. Khẳng định là Khải Linh Sư Công Hội, các nàng nổi điên làm gì? Nhậm thanh viễn kìm nén không được, mặt tái xanh. Có thể quy mô Khải Linh danh sư đường lớn như thế, để bọn nó xông lại, trừ Khải Linh Sư Công Hội, tuyệt đối không có cái thứ hai có thể làm được. Thế nhưng Khải Linh Sư Công Hội, không phải từ trước tới nay đều rất an phận ư. Lại thêm ít người, đừng nói đối nghịch danh Sư Đường, ngay cả một chút thế lực lớn cũng không dám trêu chọc, làm sao đột nhiên Khải Linh nhiều danh Sư Đường, xông lại làm loạn như vậy. Kiến trúc danh Sư Đường chắc chắn, càng có trận pháp bao phủ, thuộc về chỉnh thể thống nhất, sẽ không giống những kiến trúc khác, một khi chạy sẽ trực tiếp vỡ vụn, cho nên sau khi Khải Linh rất dễ dàng xuất phát. Chỉ là, Khải Linh Sư Công Hội làm như vậy, không sợ triệt để đắc tội danh sư Đường sao? Đúng vậy, vì cái gì? Ta nghe nói, Khải Linh sư công hội vừa mới có hội trưởng kế nhiệm, cực kỳ trẻ tuổi. Ta cũng nghe nói, hình như gọi Vương Dĩnh, trước đó còn chuyên môn chúc mừng, chẳng lẽ vị tân nhiệm hội trưởng này muốn động thủ với danh sư Đường? Quá không tự lượng sức đi. Chương 2933, Vương Dĩnh đến 2. Danh sư khác kịp phản ứng, tất cả đều không hiểu Mặc dù khải linh sư có thể khải linh vạn vật, nhưng thực lực bản thân không mạnh, đồ vật bị khải linh trong thời gian ngắn có thể hành động, một khi mất đi khống chế sẽ lần nữa biến thành phế tích. Bởi vậy cái nghề nghiệp này, từ trước tới nay không tranh đấu với người, cực kỳ ôn hòa, sau ngày hôm nay ngay cả danh sư đường cũng dám xuất thủ. Phần Phật Trong quá trình khiếp sợ, dãy nhà vọt nhanh nhất đến trước mặt, nóc nhà to lớn bỗng nhiên đánh tới một vị danh sư cửu tinh. Ngươi Thấy một cái nhà muốn đánh hắn, vẻ mặt của vị danh sư Cửu Tinh này hết sức khó coi, bàn tay bỗng nhiên đẩy một cái. Rầm. Trường ấn to lớn rơi vào phía trên, trực tiếp đánh nát nửa bên, nhà sập một nửa, nhưng vẫn không nhụt chí, lần nữa đánh tới, để đối phương cả người bụi bặm. Loại nhà này, đối phó thánh vực tứ ngũ trọng khả năng dựa dẫm thể trọng, để cho người ta trọng thương, nhưng đối phó danh sư Cửu Tinh, kém thực sự quá nhiều. Đừng động thủ, đánh như vậy tương đương với chúng ta tự tay phá hủy toàn bộ danh sư đường trong phạm vi mấy vạn dặm. Nhìn thấy khói bụi mãn thiên phi vũ, nhậm thanh viễn nhịn không được nữa, lên tiếng hét lớn. Những kiến trúc này đều là tài sản của danh sư đường bọn họ, coi như phá hủy, cũng không nở mày nở mặt a hát. Một khi có người hỏi thăm, nói ra cũng mất mặt. Không đánh, nhưng bọn chúng tấn công. Một danh sư cửu tinh bị một cái nhà huyết sáo quất chúng, bay ngược ra ngoài, đầu cắm ở trong phế tích, vẻ mặt đen thui. Bọn họ có thể dừng tay, nhưng đám nhà không ngừng. Tuy bị giới hạn lực công kích, tạm thời không giết được bọn hắn, nhưng một mực bị quất như vậy. Mặt mũi danh sư ở đâu? Ta biết, những phòng ốc này nhất định có người khống chế, nếu không, không có khả năng xông lại, chỉ cần tìm được người Khải Linh hoặc là người phụ trách Khải Linh sư công hội, liền có thể giải quyết. Ánh mắt của Nhậm Thanh Viễn như điệt, không ngừng nhìn bốn phía những phòng ốc này bị người khải linh, như vậy thì nhất định có khải linh sư ở lân cận, chỉ cần tìm được người này, khống chế đối phương, nhà sẽ không còn là tai họa ngầm, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Ở đây, đột nhiên nhậm thanh viễn tìm đúng phương hướng, lăng không chảo một cái. Hô, trưởng lực còn không có bay ra bao xa, một cái nhà nhào tới, nóc phòng to lớn giam hắn lại. Ngươi, khóe miệng nhậm thanh viễn có giật, hai tay vội vàng dương lên, lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào bạo phát. Tê lạp, toàn bộ phòng xá nổ tung, xé rách thành vô số mảnh vỡ, bắn ra bốn phía. Hô hô hô, lại liên tục bảy tám phòng nhỏ lao đến. Mỗi một cái đều giống như nhìn thấy cửu nhân giết cha, dùng cửa làm miệng, cửa sổ làm mắt, thỉnh thoảng ném ra hai ba bộ bàn ghế, giường chiếu, đá trên vách tường cũng cuồn cuộn trượt xuống, coi như thực lực của nhậm thanh viễn mạnh mẽ, đồng thời đối mặt nhiều nhà như vậy, cũng có chút luống cuống tay chân. Khải Linh sư công hội, các người muốn tạo phản sao? Nhậm thanh viễn nhịn không được nữa, lên tiếng gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ đế đô. Danh sư đường chú ý sư đạo truyền thừa, tôn sư trọng đạo, có người vu cáo hãm hại thầy ta, không phân tốt xấu, liền muốn giết hắn, động thủ với hắn. Ta vì cứu sư mà đến, tuân theo lý niệm danh sư, truyền thừa Mỹ Đức mà khổng sư lưu lại, sao biến thành tạo phản một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó liền thấy tường thành của liên minh đế quốc bay cao, một thiếu nữ ngự phong mà đứng, váy dài màu tím đón gió vũ động, như một vị tiên tử từ trên trời giáng xuống. chương 2934, Trịnh Dương hiện thân một Nàng là tân nhiệm hội trưởng của Khải Linh Sư Công Hội, Vương Dĩnh. Phải, trước đó ta thấy qua, mặc dù tuổi tác không lớn, thiên phú lại vô song, chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền thành công xung kích Khải Linh Tháp. Nàng nói tới Cứu sư, không phải Trương Huyền cũng là lão sư của nàng chứ? Cái này, cái này, một học sinh là độc biện điện chủ, một cái là cường giả Vu Hồn đỉnh phong, càng có một vị là tân nhiệm hội trưởng của Khải Linh sư. Tất cả danh sư rụt cổ, đồng loạt cúi đầu nhìn về phía thanh niên ngồi bất động kia, trong lòng sóng to gió lớn. Thân là danh sư Cửu Tinh, biết dạy học sinh cũng không phải một chuyện dễ dàng, bọn họ đều là học trò khắp thiên hạ, nhưng có khả năng giống như bọn họ đạt tới danh sư cửu tinh lác đác không có mấy vị trương huyền này chẳng qua thánh vực bát trọng động hư cảnh sơ kỳ thực lực bản thân không hiển sơn lộ thủy nhưng học sinh đều là một phương đại lão đến cùng làm sao làm được mấu chốt nhất là những học sinh này vì cứu hắn ngay cả danh sư đường cũng không sợ hãi chút nào không tiếc chính diện chống đỡ đây rốt cuộc cần cảm tình bao sâu mới có thể làm được phải biết mặc dù danh sư đại lục sư đạo nghiêm khắc nhưng người bội bạc khi sư diệt tổ cũng có một đống. Lão sư gặp được loại tình huống này, đệ tử coi như giả vờ không biết, bỏ mặc cũng không có người trách tội. Dù sao danh sư đường là chính thống của đại lục, nhưng những người này vì lão sư, quy củ gì cũng mặc kệ, trực tiếp xông lên, thậm chí bất kể sinh tử. Trương huyền này đến cùng truyền thụ bọn họ cái gì, có thể để cho bọn hắn khăng khăng một mực như vậy. Vương hội trưởng, người hẳn phải biết, người bây giờ đang động thủ với ai. Nhậm thanh viễn cắn răng, hừ lạnh nói. Đương nhiên biết, sự ân nặng như núi, bất kể là ai, dám ra tay với lão sư ta, coi như liều mạng, cũng sẽ đấu tranh đến cùng, tuyệt không lùi bước. Nữ hài nhìn qua, vẻ mặt thản nhiên. Xem ra bọn họ nói không sai, trương huyền này cũng là lão sư của ngươi. Nhậm thanh viễn nói. Không sai, trương huyền chính là gia sư, có ân tái tạo với ta. Nữ hài gật đầu, chính là vương dĩnh chạy tới phòng ốc trong phạm vi 3 vạn cây số xung quanh băng nguyên cung đều bị nàng cùng tất cả trưởng lão của khải linh sư công hội khải linh lúc này mới làm ra động tĩnh lớn như vậy để cho người ta rung động vị trương huyền này ngang bướng thành tính đại náo trương gia đả thương đại trưởng lão trương vô ngân cùng hơn 10 vị trưởng lão đại náo thánh tử điện đánh thành quyền điện chủ chiêm sư trọng thương cuối cùng lại chạy đến băng nguyên cung bắt đi thiếu cung chủ hủy vô số kiến trúc những tội danh này coi như không nói dạy ra sát nhân cuồng ma như độc điện điện chủ vu hồn sư hiện tại càng luyện chế bảo vật dị linh tộc chỉ bằng vài điểm này đã là kẻ địch của danh sư đường tội không thể tha nhậm thanh viễn quát sát nhân cuồng ma tiếng xấu rõ ràng ha ha vương dĩnh cười lạnh người nói ngụy như yên sư muội ta sát nhân cuồng ma xin hỏi nàng giết ai xin nói ra họ tên cái này nhậm thanh viễn xứng sở độc biện điện chủ này vừa đến liền uy thế bát phương, độc lật cường giả này đến cường giả khác, nhưng những người này chỉ hôn mê, bị thương, không có cái nào tử vong. Nói cách khác, đối phương quả thực không giết chết một người, dù hai bên đối địch. Người nói lộ sung sư đệ của ta tiếng xấu rõ ràng, xin hỏi. Hắn làm chuyện xấu gì để cho người ta sợ hãi, nhân thần cộng phẫn. Vương Dĩnh tiếp tục nói. Nhậm thanh viễn lần nữa nói không ra lời. Lộ sung là vu hồn sư, nếu như không xuất hiện, nói thật hắn cũng không biết có người này. Chỉ từ điểm ấy có thể thấy được, vẫn chưa làm qua bất kỳ chuyện xấu gì. Thế nào, nói không ra lời. Vương Dĩnh cười lạnh. Đường đường danh sư, công bằng công chính, chú ý công chính, lúc nào cũng chủ quan ước đoán, tùy tiện kết luận cho người ta. Nói thầy ta cướp băng nguyên cung thiếu cung chủ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết vị thiếu cung chủ này là ai không? chương 2935, Trịnh Dương hiện thân hai Là ai? Nhậm thanh viễn nhíu mày. Là băng nguyên cung mới tìm được người có thuần âm thể, nghe nói vì tìm kiếm người này, hao tốn không biết giá lớn bao nhiêu. Tiêu tốn giá lớn bao nhiêu ta không biết, nhưng ta biết. Vị thiếu cung chủ này, nàng. Vương dĩnh chắp hai tay sau lưng, nhìn qua. Là sư tỷ ta. Sư tỷ, người ý tứ, vị băng nguyên cung thiếu cung chủ này, cũng là học sinh của trương sư con người của nhậm thanh viễn co rụt lại vội vàng quay đầu nhìn về phía u như tâm cách đó không xa sắc mặt tái xanh đây là sự thật thời điểm báo lên tình huống băng nguyên cung không nói chuyện này vị trương huyền này truyền thụ qua triệu nhã nhưng hắn giả mạo dương sư có ý định làm loạn tiêu diệt băng nguyên cung mang đi thiếu cung chủ là sự thật không thể chối cãi lại nói hắn bồi dưỡng độc sư truyền thụ vu hồn chi thuật mục đích nhất định không đơn thuần, mong nhậm sư đừng bị người này mở miệng nghe nhìn lẫn lộn. U nhược tâm vội nói, mục đích không đơn thuần, nghe nhìn lẫn lộn, dám nói lão sư cùng sư tỷ ta như vậy, ai cho ngươi lá gan. Phần Phật, U nhược tâm nói còn chưa kết thúc, đột nhiên một tiếng hét lớn từ đằng xa vang lên, ngay sau đó một thanh trường thương phá không đâm tới, trong chốc lát liền tới trước lồng ngực của nàng. A à hát, con người của U nhược tâm co rụt lại, vẻ mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Uy lực của một thương này, phảng phất như cắt phá không gian cùng thời gian, chưa đi tới trước mặt, lực lượng đã muốn đâm thủng người, mặc dù thực lực của U nhược tâm mạnh mẽ, vẫn có chút không chống lại được. Hô hô hô, bàn tay không ngừng vung động, liên tục kết ra hơn trăm trường ấn. Một lồng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt, giống như thủy tinh. Đây là phòng ngự mạnh nhất của nàng, trí âm hàn băng bích. Tạch tạch, Trường thương bay tới cùng trí âm hàn băng bích tiếp xúc, người sau giống như đậu phụ không kiên trì được một cái hô hấp, liền xuất hiện vết rách. Nhậm đường chủ cứu ta. Biết trí âm hàn băng bích không ngăn cản nổi, trường thương thật muốn đâm thủng, không chết cũng trọng thương, u nhược tâm kìm nén không được hô. Ngâm nga. Không nghĩ tới chuôi trường thương bất ngờ xuất hiện kiệu uy lực cường đại như vậy, bàn chân của nhậm thanh viễn đạp mạnh, cả người thuấn di đến trước mặt, trường kiếm trong tay nhấn tới mũi thương đinh 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 đinh. Trường thương ở trên không trung liên tục vũ động, mũi thương như đầu gà luân phiên mổ tới, mỗi một kích đều rơi vào trên mũi kiếm của nhậm thanh viễn, giống như lưu tinh va đập. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Bàn tay nhậm thanh viễn tê dại, liên tục lui về sau mấy bước, cực kỳ hoảng sợ. Chuôi trường thương này không biết từ bao xa bay tới, đâm xuyên qua trí âm hàn băng bích của U Nhược Tâm, còn có thể đẩy lùi hắn. Người bắn ra trường thương kia rốt cục mạnh đến mức nào. Nghi ngờ cũng không duy trì bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, sống lưng thẳng đứng, mang theo sắc bén đâm thủng bầu trời. Bàn tay chỉ về phía trước, nắm trường thương ở trong lòng bàn tay, ánh mắt chậm rãi nhìn qua. "Nhậm Đường chủ, ta mang lão sư của ta đi, ngươi không có ý kiến chứ?" "Chương 2936, lão sư, còn xin để học sinh cho ngươi chúc giận." "Một, chiến tử, ngươi có ý tứ gì?" Nhận ra đối phương là ai, da mặt của nhậm thanh viễn kìm lòng không được nhảy lên, cố nén lửa giận. Người phải nhớ kỹ, tất cả mọi thứ hiện tại là ai cho, chỉ cần bằng lòng, danh sư đường có thể tùy thời tước đoạt đi tất cả thuộc về ngươi. Tước đoạt tất cả. Trịnh Dương xoay người lắc đầu, chẳng muốn nói nhiều. Ngươi vui vẻ là được. Nói xong, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thẳng tắp bay về phía Trương Huyền. Trịnh Dương chiến tử, người đây là thái độ gì? Thân thể nhoáng một cái, khúc trưởng lão ngăn ở phía trước, lửa giận cháy hừng hực, dường như sắp nổ tung. Trước đó mặc dù chúng độc, nhưng thân là danh sư cửu tinh, linh dược giải độc không ít, lại thêm thực lực mạnh mẽ, khôi phục một hồi đã hành động tự nhiên, không có gì đáng ngại. Tránh ra, Trịnh Dương nói, làm can, đây là thái độ nói chuyện với danh sư cửu tinh sao. Khúc trưởng lão lập tức nổ tung, lửa giận vọt lên mặt. Học sinh của Trương Huyền một cái so với một cái cường đại, độc biện, hồn sư, khải linh sư công hội hội trưởng, chúng ta không quản được, nhưng chiến sư đường lệ thuộc danh sư đường, thuộc về đơn vị thuộc hạ, người còn dám hung hăng, quả thực tự tìm cái chết. Vậy ngươi muốn cái thái độ gì? Quỳ xuống sao? Trịnh Dương nhìn qua. Quỳ xuống khỏi cần, chỉ là để người biết, người có thể có thực lực bây giờ, đều là công lao của danh sư đường, phải biết ân báo đáp, không cần tự hủy tương lai. Khúc trưởng lão hét lớn, thanh âm còn không có kết thúc, Đột nhiên lông tơ toàn thân dựng lên, ngay sau đó nhìn thấy một thanh trường thương thẳng tắp đâm tới, khí tức lăng lệ, tựa hồ muốn quấy nguyên thần của hắn thành bụi phấn. Ngươi, không dám dừng lại, lật bàn tay một cái, trước mặt xuất hiện một thanh trường kiếm, lập tức đón lấy mũi thương. Đinh, chỉ cảm thấy một đạo lực lượng hùng hồn dọc theo cánh tay xông tới, tựa hồ muốn chấn vỡ kinh mạch toàn thân hắn. Phốc, trường kiếm rời tay, phun ra một ngụm máu tươi, khúc trưởng lão bị chấn bay ngược. Người còn ở trên không, lần nữa nhìn thấy trường thương đánh tới, dọa đến thân thể co rụt lại. Song trường vội vàng ninh tiếp, tạch 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 tạch. ở dưới lực lượng khổng lồ, hai tay bị chấn đến chật khớp, thân ảnh như quả bóng chảy bị đánh bay, thẳng tắp đánh tới mặt đất, đập ra một cái hố to, khói bụi mù mịt. Cho ngươi mặt mũi, để ngươi giáo huấn ta. Quất bay khúc trưởng lão, Trịnh Dương giống như làm chuyện cực kỳ bình thường, tùy tiện vỗ tay một cái, thu trường thương lại khúc trưởng lão. Người muốn làm gì? Không nghĩ tới người này không chút cố kỵ nào, trực tiếp ra tay đánh bay khúc trưởng lão, các danh sư xôn xao, từng cái vây quanh, tức sắp bùng nổ. Muốn động thủ với ta? Thấy bọn họ vào tới, trịnh dương cũng không căng thẳng, ngược lại ngẩng đầu. Bọn họ muốn giết chiến tử của các ngươi, không muốn mất đường chủ, thì ngăn lại cho ta. Dầm! Thanh âm kết thúc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, không gian bốn phía vặn vẹo, tám lão giả bất ngờ xuất hiện ở trước mặt, cả đám đều mang theo khí tức sát phạt mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết từ trên chiến trường mới đi ra, mang theo hương vị thiết huyết. Ông, tám lão giả đồng thời rút trường kiếm trong tay, không gian trước mặt rất nhiều danh sư xuất hiện vết rách. Chư vị dừng tay đi, tướng ở bên ngoài, có thể không nghe quân lệnh. Chiến sư đường chúng ta thật vất vả xuất hiện một vị chiến tử, một vị đường chủ, không thể xảy ra vấn đề gì. Một lão giả nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói. "Phản, thật phản rồi." Chương 2937, lão sư, còn xin để học sinh cho ngươi chút giận. Hai. Thấy cảnh này, Nhậm Thanh Viễn chỉ cảm thấy tức sắp điên, liệt hỏa hừng hực, bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt. Danh sư đường xây dựng vài vạn năm, từ trước tới nay đều thống ngự người khác, để cho người ta kính sợ bội phục, còn chưa bao giờ có thế lực nào dám trắng trợn đối nghịch. Ngày hôm nay không chỉ thấy, còn một lần bốn cái không có phản hay không phản gì cả nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền nếu như danh sư đường làm chính xác không ai sẽ phản bác nhưng nếu đi lên con đường sai lầm người người sẽ phản trịnh dương cười nhạt một tiếng không tiếp tục để ý các danh sư cửu tinh vây ở chung quanh thân thể nhoáng một cái quỳ dạp xuống đất đồ nhi trịnh dương bái kiến lão sư đứng lên đi trương huyền nhẹ gật đầu không nghĩ tới mấy tháng không gặp trịnh dương cũng đã trưởng thành hơn nữa thực lực càng đạt đến tình trạng xem như hắn cũng khó mà nhìn thấu. Lão sư, ta nghe nói sở dĩ danh sư đường hạ lệnh truy nã là bởi vì trương gia ác nhân tố cáo, nói lão sư ngươi sử dụng bảo vật dị linh tộc. Không biết có phải hay không? Trịnh Dương đứng dậy, cung kính nhìn qua. Hẳn là vậy. Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Cụ thể vì sao danh sư đường hạ lệnh truy nã, hắn không rõ ràng lắm, chẳng qua nguyên nhân gây ra khẳng định liên quan đến đại náo trương gia. Lúc ấy vì vội vàng đi cứu triệu nhã, từng nguyện lực lượng của ngoan nhân, có lẽ bởi vì cái này mới để cho đối phương bẩm báo như vậy. Danh sư đường từ trước tới nay cảnh giác với dị linh tộc, tin vào đối phương, xử phạt quá mức cũng có khả năng. Lão sư một mình đối kháng dị linh tộc, tiêu diệt một hoàng tộc, bọn họ không khen thưởng công lao, ngược lại bởi vì một chút đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao đi định tội công thần, Khí thế của Trương gia thật là lớn, xem ra vì tên tuổi đệ nhất gia tộc, những năm này đã làm hư bọn hắn. Trịnh Dương cười lạnh, ôm quyền khom người. "Lão sư, xin để học sinh chút giận cho ngươi." "Chút giận?" Trương Huyền biết học sinh này của mình tính tình nóng nảy, dám nghĩ dám làm, liền nhẹ gật đầu. "Đừng giết người, giáo huấn một chút là được." "Vâng." Trịnh Dương nhẹ gật đầu, trường thương trong tay bỗng nhiên run lên, phát ra kịch liệt nổ vang ngay sau đó hai mắt nhìn quanh một vòng. Như Yên, Lộ Sung, Trương Gia, Thánh Tử Điện, băng nguyên cung khi dễ lão sư chúng ta, vu cáo hãm hại hắn, các người có bằng lòng cùng ta chung một chỗ, báo thù thay lão sư hay không? Đương nhiên, ngụy Như Yên tiến về phía trước một bước. Việc nghĩa chẳng từ, Lộ Sung cũng tới trước mặt. Vậy là tốt rồi. Trịnh Dương cười một tiếng, mí mắt vừa nhấc, mang theo lạnh lùng. Trương vô ngân, người ra tay với sư phụ ta, tổn thương hắn không nói, còn hạ mệnh lệnh tiến hành đuổi bắt cùng vây giết. Mối thủ nhục sư không đội trời chung, ngày hôm nay trịnh dương ta thế sư xuất chiến, người có dám tiếp không? Phần Phật, nói xong trường thương run lên, không gian xuất hiện gợn sóng, hình như bốn phía muốn bị chấn vỡ. Người muốn khiêu chiến ta, không nghĩ tới hài tử mười mấy tuổi này trực tiếp khiêu chiến hắn, khóe miệng của trương vô ngân co giật, nắm đấm căng thẳng. Tốt, ầm ầm lời còn chưa dứt đột nhiên tiếng xé gió vang lên trương vô ngân vội vàng ngẩng đầu ngay sau đó nhìn thấy một thân ảnh mập mạp hạ xuống tạch tạch xương ngực bị đập gãy mấy cái ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có liền bị ngồi vào mặt đất chỉ còn lại có nửa cái đầu từng ngụm từng ngụm thổ huyết chư vị sư huynh sư đệ muốn tỉ thí sao không gọi ta xem ra ta tới chậm chủ nhân của cái mông nhẹ nhàng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết chương 2938, đường chủ lệnh dị biến 1. Không muộn, vừa phản. Nhìn thấy trương vô ngân bị đè xuống đất, trịnh dương mỉm cười. Dùng nhãn lực của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, thực lực của viên đào hoàn toàn không phải đối thủ của vị đại trưởng lão kia. Nhưng vị sư đệ này từ không trung mấy vạn mét thẳng tắp rơi xuống, thể trọng cộng thêm tốc độ phi hành đã vượt qua thanh âm, trương vô ngân bị khí tức của hắn dẫn dắt, căn bản không nghĩ tới còn có thủ pháp công kích từ trên trời giáng xuống, lúc này mới thoáng cái trúng chiêu, tuy không chết, nhưng trọng thương trong thời gian ngắn khó mà nhúc nhích. Đường đường trương gia đại trưởng lão, một trong mấy cường giả đỉnh phong nhất đương đại, lực lượng huyết mạch cũng không kịp thi triển, đã bị một cái mông đè lên mặt đất, truyền đi tuyệt đối là sỉ nhục lớn. Vậy là tốt rồi. Viên đào vỗ mông đứng dậy, dường như lúc này mới kịp phản ứng. Vô ngân trưởng lão, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi, thấy tên này suýt chút nữa ngồi chết bản thân, còn giả bộ giống như vô tội, Trương Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, một hơi không lên, suýt chút nữa chết ngay tại chỗ. Vô Ngân trưởng lão, viên gia chúng ta cùng Trương ra đời đời giao hảo, từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, sao ngươi nơi nào không đi, nhất định phải đến dưới cái mông của ta. Cái mông của ta thật nhiều ngày không có rửa, hơn nữa trước khi đến còn đi nhà vệ sinh một chuyến, lại quên mang giấy ngươi ở phía dưới cái này cái này thật không có ý tứ mau ra đây mau ra đây ta chữa thương giúp ngươi sắc mặt viên đào căng thẳng bàn tay duỗi ra trực tiếp nắm đầu của đại trưởng lão giống như nhổ củ cải rút ra phốc cảm giác cái cổ sắp bị túm gãy đại trưởng lão lần nữa phun ra máu tươi nhục nhã mãnh liệt đường đường trương ra đại trưởng lão bị một phản bối người mấy tuổi nhục nhã như vậy quả thực không thể chịu đựng được Trương vô ngân tức giận sắp bùng nổ, đang vận chuyển chân khí, ý định giáo huấn đối phương một hồi, chỉ thấy người béo trước mắt khó xử nhìn về phía trương huyền cách đó không xa. Lão sư, thương thế của đại trưởng lão rất nặng, ta nhớ lão sư từng có một phương pháp đánh chữa thương, không biết có thể truyền thụ cho đệ tử hay không. Phương pháp đánh trị liệu Da mặt của trương vô ngân co lại, suýt chút nữa khóc, đã bị ngồi không thành hình người, còn muốn đánh. Đây là người nói đời đời giao hảo. Viên đào sư đệ, người nhớ lầm, của lão sư không phải phương pháp đánh trị liệu, mà là phương pháp đánh thuần thú, bất kể thánh thú lợi hại bao nhiêu, chỉ cần đánh một trận, sẽ ngoan ngoãn thuần phục. Thấy hắn hồ đồ, trịnh dương thiện ý nhắc nhở. a à, đúng vậy, là phương pháp đánh thuần thú, ta nhớ lầm, thật sự xin lỗi. Ai, lần này đi ra vội vàng, không mang theo thánh dược chữa thương gì, như yên sư muội người có thuốc trị thương tốt hay không, cho ta mượn một chút độc sư các người ngày ngày tiếp xúc dược liệu, thứ này hẳn rất nhiều. Viên đào ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Ta chỗ này có không ít độc dược chữa thương, sau khi dùng, có thể bảo đảm trong 10 cái hô hấp, thường thế tốt đẹp như lúc ban đầu, người cũng sẽ an tưởng giống như khi còn sống. Vãi cả an tưởng giống như khi còn sống. Ngụy như yên vươn ta, đưa qua một cái bình ngọc. Đa tạ sư muội, cái này vừa nhìn chính là thuốc tốt, vô ngân trưởng lão, vừa rồi ta thật không phải cố ý ai trưởng lão người đừng chạy nhận lấy bình ngọc viên đào quay đầu đang định cho đại trưởng lão dùng lại thấy ra hỏa mới vừa bị hắn rút ra kia đã chạy xa biểu lộ phát điên nếu không phải trọng thương chỉ sợ sớm đã tức giận xông lại đáng tiếc thuốc tốt như vậy thấy linh đan rượu dược tốt như vậy đại trưởng lão không ăn ngược lại chạy mất viên đào tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía trịnh dương ta đã không tới chậm vậy để cho ta cùng ai tỉ thí. Ngươi không cần ra tay, nữ nhân này giao cho ta là được. Ngụy Như Yên khoát tay áo, đôi mi thanh tú nâng lên, nhìn chằm chằm băng nguyên cung đại trưởng lão cách đó không xa. chương 2939, đường chủ lệnh dị biến 2. U nhược tâm trưởng lão, người vu cáo hãm hại thầy ta, để danh sư đường tiến hành truy nã hắn, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám đánh với ta một trận hay không? Ngươi! bị khiêu chiến trên mặt u nhược tâm lúc đỏ lúc trắng thời điểm đối phương mới xuất hiện nàng thấy không ai địch nổi danh sư cửu tinh cũng có thể nhẹ nhõm bị độc chết mặc dù thực lực của nàng không yếu nhưng tới so sánh còn kém một đoạn dài thế nào không dám ngụy như yên nhẹ nhàng cười một tiếng quay đầu nhìn về phía chiêm sư cách đó không xa người thì sao ta ra mặt chiêm sư co lại không dám trả lời hắn chẳng qua là thánh vực cửu trọng sơ kỳ, so với đám người khúc trưởng lão còn kém một đoạn dài, so với vị này căn bản không ở một cấp bậc. Thật muốn ra tay, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Như vậy đi, ta không bắt nạt các ngươi, tất cả cao thủ của băng nguyên cung, thánh tử điện cùng lên đi. Ngụy như yên hất ống tay áo, lạnh lùng nhìn qua. Ngụy điện chủ, người đừng khinh người quá đáng. U nhược tâm nhịn không được nữa, lên tiếng hét lớn khinh người quá đáng, thời điểm các ngươi nhiều người như vậy vây công lão sư ta, có bao giờ nghĩ tới khinh người quá đáng chưa? Ngày hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh, đánh cũng phải đánh. Ngụy Như Yên hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thẳng tắp lao về phía U Nhược Tâm, người còn chưa tới trước mặt, khí độc liền tản ra bốn phía, như từng đoàn sương mù. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, tuy độc công của ngươi lợi hại, nhưng muốn nhục nhã ta cũng không dễ dàng như vậy biết tránh cũng không thể tránh, u nhược tâm hét lớn một tiếng, ngón tay điểm về phía trước. Trong chốc lát, nhiệt độ không khí bốn phía hạ xuống, trong phạm vi mấy chục cây số giống như muốn đóng băng. Biết thực lực của đối phương mạnh mẽ, u nhược tâm vừa ra tay đã không có chút lưu tình nào, trực tiếp dùng lực lượng cường đại nhất. Như vậy mới đúng. Ngụy Như Yên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đối phương thả ra khí thức băng hàn, ngược lại từng bước một tiếng về phía trước, khoảng cách đối phương còn có hơn 200 mét, bàn tay bỗng nhiên đưa về phía trước. Âm âm, một đạo sóng khí màu vàng nhạt sông lên, băng hàn chi khí của U nhược tâm tiếp xúc, đều nhao nhao lui về phía sau, giống như chúng độc, không ngừng từ không trung rơi xuống. Độc công thật lợi hại. da đầu người xung quanh đều run lên, ngay cả chân khí cũng có thể độc, tiên thiên độc thể, quả nhiên là một trong mấy thể chất kinh khủng nhất đương đại. Những hai tử này đều đã lớn rồi. Trương Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Lần trước, những học sinh này giúp hắn hả giận là ở Thiên Huyền Vương Quốc, mấy người hợp kích mới đánh bại lục tầm, mà bây giờ, mỗi một cái đều thành đại năng, nắm giữ lực lượng đối thoại với danh sư đường. Biến hóa nhanh chóng, để cho người ta không nhịn được sụt xịt. Cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Trong lòng đang cảm xúc, làm lão sư thấy cảnh này, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng, lông mày đột nhiên động một cái, cổ tay khẽ đảo, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là đường chủ lệnh mà lộ sung đoạt được của nhậm thanh viễn, lúc này lệnh bài hưng phấn không ngừng nhảy lên, nắm ở trong tay cực kỳ nóng hổi. chương 2940, Khổng Sư không đáng tin cậy một Huyết dịch không dính, thần thức lan tràn không vào, sao đột nhiên lại nóng lên. Trương huyền nhíu mày, mang theo nghi ngờ. Trước đó nghĩ biện pháp luyện hóa, làm hồi lâu cũng không có động tính, thế nào đặt vào trong chữ vật giới chỉ, Ngược lại tự nảy lên. Thứ này là lộ xung đoạt tới, phòng ngừa nhậm thanh viễn dùng để đối phó bản thân, thuộc về trí bảo của danh sư đường, sự tình hôm nay bất kể kết thúc như thế nào. Cái đồ vật này, chỉ sợ cuối cùng cũng phải trả lại, thật muốn hỏng ở trong tay mình. Mâu thuẫn sẽ huyền náo đến trình độ không có cách nào hòa giải. Rất nhiều đệ tử xuất hiện, mặc dù thoạt nhìn danh sư đường bị áp chế, nhưng bàn về nội tình, cái cự hạm đứng sừng sững ở trên đại lục không biết bao nhiêu năm kia vẫn không phải mấy thiên tài liền có thể chống lại sau khi thứ này đi vào nhẫn một mực không có động tính vừa rồi ta cảm khái học sinh phát triển mới đột nhiên nóng lên cẩn thận nhớ lại trong lòng hơi động chẳng lẽ cái đường chủ lệnh này cũng không phải dùng huyết dịch luyện hóa mà là liên quan đến sư đức sư phong đã như vậy sử dụng khí tức thiên nhận danh sư có thể luyện hóa càng thêm dễ dàng hay không thiên nhận danh sư là thiên địa công nhận ẩn chứa khí tức ngay cả dương sư cũng không dám làm càn, lệnh bài này thật liên quan đến cái đó, như vậy loại khí tức này nhất định là vật luyện hóa tốt nhất. Thử xem, nghĩ đến điểm này, lại không do dự, điều động khí tức thiên nhận danh sư trong cơ thể, chậm rãi truyền vào trong lệnh bài. Tâm cảnh khắc độ tăng cường, lực khống chế của hắn mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, trước đó vận chuyển loại khí tức này, rất dễ dàng bị người phát hiện, mà bây giờ, chỉ lưu truyền ở trong người, cho dù dương sư đích thân tới, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Xì xì xì, khí tức tiếp xúc lệnh bài, người sau trở nên càng thêm nóng hổi, ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy lệnh bài biến mất. Vội vàng cúi đầu, chỉ thấy vị trí lệnh bài ở trong lòng bàn tay không thấy tung tích, như căn bản không tồn tại qua. Ra đầu Trương Huyền nổ tung, chỉ cảm thấy con mắt tối đen, xém chút tại chỗ ngất đi, thần thức vội vàng lan tràn, chỉ thấy chung quanh thân thể rỗng tuếch. Vừa rồi lệnh bài kia đâu còn có nửa điểm bóng dáng xong trương huyền khóc không ra nước mắt đây không phải khổng sư luyện chế cổ thánh trí bảo dương sư cũng không thể làm hỏng sao sao giống như khối băng cầm một cái liền không còn mệnh danh đường chủ lệnh của danh sư đường không cần nghĩ cũng biết đối với danh sư đường ý nghĩa to lớn mặc dù bị lộ sung thu nhưng nhậm thanh viễn vẫn không bối rối bởi vì hắn biết chỉ cần vây khốn nhóm người mình đồ vật liền chạy không được hiện tại đột nhiên biến mất còn làm sao trả cho đối phương Trước đó tam đại thế lực làm ầm ĩ, mặc dù sự tình không nhỏ, nhưng cuối cùng có thể giải quyết, còn thứ này thật mất, còn không hắn ăn tươi. Chuyện này là sao a? À? Mau ra đây, đừng nghịch. Trương Huyền hạ giọng, cẩn thận tìm kiếm, con mắt rơi vào lòng bàn tay, đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy ở lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn ấn ký ba giọt nước, đỏ tươi trói mắt, sôi trào lực lượng đặc thù. Đây là cái gì? Ngón tay nhịn không được nhấn tới. Ông bên tai thanh minh cả người lập tức ngốc tại chỗ giống như trong chốc lát đi vào một không gian hư vô tại đây không có thời gian không có không gian một mảnh trắng xóa chỉ có một lão giả cười khanh khách nhìn lại khổng sư thân thể trương huyền chấn động lão giả xuất hiện ở trước mắt dâu dài tung bay chính là người sáng lập danh sư đường vạn thế chi sư khổng sư thời khắc này trong mắt khổng sư mang theo ôn hòa cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận nhiều năm như vậy rốt cục chờ được, người tốt, thiên nhận danh sư mới. Vãn bối Trương Huyền, gặp qua khổng sư. Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Đường chủ lệnh của danh sư đường, là sau khi ta sáng tạo danh sư đường, dùng ba giò tinh huyết luyện chế thành, chỉ có thiên nhận danh sư chân chính, mới có thể luyện hóa, người có thể kích hoạt, để cho đạo ý niệm này của ta xuất hiện, nói rõ phù hợp điều kiện. Khổng sư vuốt dâu, khuôn mặt thỏa mãn. Khổng sư, người trước không vội nói, Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thấy hắn lại muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì, Trương Huyền nhịn không được nữa, vội vàng đánh gãy, thanh âm vội vàng mà gấp rút. Vị khổng sư này không đáng tin cậy, hắn là từng trải qua nhiều lần, mỗi lần đều nói không hết lời nói biến mất, lần này tuyệt không thể để đối phương nói trước, nếu không bản thân liền không có thời gian lên tiếng. A, à, thấy hắn vội vàng như thế, khổng sư nhìn qua. Mời nói. Là như vậy, ta chúng tiên thiên thai độc Nghe nói năm đó ngươi cũng như vậy, không biết giải quyết như thế nào. Chương 2941, Khổng sư không đáng tin cậy hai. Trương Huyền vội vàng hỏi, Tiên Thiên Thai độc. Khổng sư nghi ngờ nhìn qua, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, quả thực là Tiên Thiên Thai độc, cái độc này rất dễ dàng giải quyết, chỉ là Chỉ là cái gì? Đồ vật ẩn giấu ở trong độc cũng không dễ dàng khu trừ như vậy sắc mặt khổng sư ngưng trọng đó là cái gì trương huyền không hiểu tiên thiên thai độc hắn đã sớm phát hiện bây giờ bị thiên đạo chân khí áp chế ở một góc không thể động đậy sao nghe đối phương nói không riêng gì độc còn có những vật khác là cái gì đợi ngươi giải quyết thai độc tự nhiên sẽ biết không thể nói tỉ mỉ nếu không đối với ngươi đối với ta đều sẽ có hại không lợi như vậy đi ta cho ngươi biết phương pháp giải quyết thai độc khổng sư nói Xin lắng tai nghe. Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Thứ này ở trong cơ thể hắn không biết bao lâu, có thể mau chóng giải quyết, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, lại không thời thời khắc khắc bị tử vong uy hiếp. Tiên thiên thai độc là lúc mẫu thân mang thai, bị người rót vào trong cơ thể, dùng để tiến hành lấy ra huyết mạch hoặc là độc chết thai khí, bởi vì là trời sinh hình thành, sớm đã dung hợp vào trong cơ thể, giải dược bình thường không có bất kỳ hiệu quả gì, muốn giải quyết triệt để, chỉ có một phương pháp cái kia chính là trở thành danh sư cửu tinh, tiếp nhận thiên hỏa rèn luyện, nếu như có thể dẫn vào trong cơ thể, thiêu đốt khí độc, liền có thể nhẹ nhóm hóa giải. Đương nhiên, thiên hỏa cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể ngọc đá cùng vỡ, năm đó ta vì giải quyết thứ này, cũng hao tốn không biết bao nhiêu. Khổng sư lắc đầu. Thiên hỏa, cảm ơn Khổng sư. Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Khổng sư đã chính miệng nói ra, vậy liền cho thấy thiên hỏa chi kiếp quả thực hữu dụng, chỉ cần biết phương pháp giải quyết thì không cần lo lắng nữa. Thực lực của hắn cách danh sư cửu tinh còn có khoảng cách nhất định, nhưng tranh lệch không xa, trước 30 tuổi, dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, thứ này càng sớm giải quyết càng tốt, người bây giờ tuổi tác hẳn mới vừa đầy 20, nếu như có thể ở trước 25 giải quyết, bất kể thực lực hay tiềm lực, đều sẽ tốt hơn vô số lần. Vẻ mặt khổng sư nghiêm túc. Ừm, Trương Huyền gật đầu, Thứ này khẳng định phải nhanh chóng giải quyết, chờ chuyện lần này kết thúc, liền mau chóng tăng cường thực lực, tranh thủ trong hai tháng xung kích danh sư cửu tinh. Chỉ cần thành công, dẫn tới thiên hỏa, còn lại tự nhiên nước chảy thành sông. Tốt, nói xong thai độc, bây giờ ta nói đường chủ lệnh, thứ này là ba giọt tinh huyết của ta luyện chế thành, sau khi luyện hóa, sẽ ở lòng bàn tay hình thành bộ dáng giọt nước, một khi đụng chạm sẽ. Hô. Thân ảnh khổng sư lắc lư một cái sẽ như thế nào trương huyền vội vàng nhìn qua sẽ phần phật thân ảnh khổng sư không khống chế được trong nháy mắt biến mất ầm ầm trong óc chấn động thân thể trương huyền lay động lúc này mới phát hiện vẫn ngồi ở trước mặt triệu nhã như cũ trên bầu trời ngụy như yên còn cùng u nhược tâm chiến đấu hình như thời gian không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào trải qua vừa rồi giống như phát sinh ở khi thời gian ngừng lại người này lại không nói xong người người đều nói khổng sư là vạn thế chi sư, sao luôn không đáng tin cậy như thế. Khuôn mặt trương huyền buồn bực. Liên tục nhiều lần, người này mới nói một nửa liền biến mất, đường đường tổ sư khai phái của danh sư đường, người người ngưỡng mộ, sợ hãi, không nghĩ tới cũng không đáng tin cậy như thế. Quên đi! Trương huyền nhịn không được nhìn sang lạc ấn giọt nước trong lòng bàn tay, tràn đầy tò mò. Hắn nói đừng đụng chạm, nhưng thật muốn đụng chạm, sẽ như thế nào? chương 2942, Hương kiếm thánh đến một. Vừa rồi đụng một cái, mới thấy được khổng sư, lại đụng một cái, hẳn cũng không có ảnh hưởng quá lớn đi. Nghĩ đến điểm này, lại không do dự, nhẹ nhàng nhấn tới. Âm âm, ngón tay cùng giọt nước tiếp xúc, một cỗ cường đại lực lượng, lập tức dọc theo kinh mạch tràn vào trong cơ thể, ngay sau đó đụng chạm viên kia giọt nước, mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Cái này, cái này, con người của trương huyền co rụt lại, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, cả người giống như chúa tể khống chế thiên địa, có thể vì tiện xé rách không gian. đây là thực lực gì? trương huyền siết chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tràn đầy khó tin. hắn chỉ là thánh vực bát trọng sơ kỳ, nhưng mà giọt nước kia biến mất, lực lượng cả người đã đột phá cực hạn, đạt đến tình trạng không dám tưởng tượng. tuy không biết suốt cuộc mạnh đến mức nào nhưng không gian trước mắt tựa hồ có thể tùy tiện bóp nát, không cần tốn nhiều sức. chẳng lẽ cái này là Nhậm Thanh Viễn nói vô địch dưới cổ thánh? con mắt Trương Huyền nhảy một cái. trước đó Nhậm Thanh Viễn lấy ra đường chủ lệch, từng chuyên môn nói qua, chỉ cần luyện hóa, trưởng khống giả vô địch dưới cổ thánh. vốn cho rằng chỉ là cách nói khuyết đại, không nghĩ tới lại thật. lạc ấn giọt nước kia hẳn là huyết dịch của khổng sư, vừa chạm vào, lực lượng ẩn chứa trong đó sẽ tràn vào thân thể để hắn từ thánh vực bát trọng sơ kỳ trực tiếp nắm giữ tu vi cuồng bạo như vậy bất quá cái lực lượng này không phải của mình hẳn là có thời gian hạn chế cảm thụ thoáng cái rất nhanh hiểu được loại lực lượng này mặc dù đã cường đại đến cực điểm lại không phải quán đỉnh cũng không phải để thực lực của hắn tiến bộ mà có chút tương tự hồn phách phụ thể trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra tu vi mạnh mẽ nhưng kèm theo thời gian trôi qua lực lượng sẽ tiêu hao một khi tiêu hao sạch sẽ sẽ lần nữa trở lại bộ dáng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào ba giọt huyết dịch đại biểu có ba cơ hội nghĩ thông suốt những cái này cũng hiểu được trước khi khổng sư biến mất muốn nói hẳn là giải thích làm sao sử dụng thứ này chỉ bất quá hắn trước trước thời hạn hỏi thăm tin tức tiên thiên thai độc dẫn đến người sau không đủ thời gian mới không nói rõ ràng liền biến mất không thấy hình bóng chỉ cần luyện hóa đường chủ lệnh chẳng khác nào sẽ có ba lần nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, không hổ là bảo vật khổng sư tự mình luyện chế, quả nhiên mạnh mẽ. Bảo vật lợi hại hơn nữa, cũng không thực tế bằng thực lực, có thực lực mới là an toàn nhất. Trước đó đang giàu không cách nào giải quyết cục diện trước mắt, có loại thực lực này, cái gì trương gia, băng nguyên cung, thánh tử điện, cũng không tính là cái gì. Trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mới vừa rồi còn suy nghĩ, cục diện trước mặt làm sao kết thúc yên lành, Giờ phút này có loại thực lực kia, sẽ không còn là phiền phức. Không phục, cùng lắm thì đánh phục tất cả là được. Bất quá trước phải giải quyết vấn đề kinh mạch trong cơ thể Triệu Nhã. Trương Huyền hưng phấn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm xông tới giáo huấn mọi người, lần nữa nhìn về phía nữ hài trước mắt, ngón tay chỉ ra, khống chế dây leo tiếp tục tiến lên. Thực lực bạo tăng, lực khống chế cũng cường đại hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, tốc độ kinh mạch tiến lên tăng nhanh không ít. Trước đó cần hai canh giờ mới có thể hoàn thành, hiện tại gần như 10 phút là được rồi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, không nghĩ nhiều nữa, tăng thêm tốc độ. Hắn bên này luyện hóa đường chủ lệnh, trên không chiến đấu cũng xuất hiện kết quả, U Nhược Tâm bị độc đến khuôn mặt biến thành màu đen, toàn thân không ngừng co giật từ không trung rơi xuống. Không chỉ dụng độc, ngay cả thực lực nàng cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Ngụy Như Yên, nếu không phải lão sư dặn dò, không thể để xảy ra mạng người, chỉ sợ đã sớm bị độc chết. Ta nhớ không lầm, chiêm sư cũng hạ lệnh truy sát, muốn truy sát lão sư ta. Thấy sư muội ngụy như yên giải quyết xong đối thủ, vương dĩnh quay đầu nhìn về phía chiêm sư cách đó không xa. Đám người trịnh dương sư đệ, ngụy như yên sư muội động thủ, xem như bắt nạt ngươi. Ta một khải linh sư, muốn cùng ngươi tỉ thí, hẳn sẽ không cử tuyệt nha. Trường 2943, hưng kiếm thánh đến hai. Ta, ra mặt chiêm sư run rẩy nắm đấm siết chặt. Thực lực của Trịnh Dương, ngụy Như Yên, so với nhậm thanh viễn cũng không kém chút nào, hắn tới tỉ thí, quả thực chỉ có bị đòn, nhưng Khải Linh sư công hội hội trưởng, khống chế vô số danh sư đường biết đi, thật muốn chiến đấu, cũng không cho phép khinh thường. Thế nào, không đánh cũng được, hiện tại xin lỗi lão sư ta, sau đó thủ tiêu lệnh truy nã của Thánh Tử Điện. Vương Dĩnh hơi vùng cánh tay xin lỗi tuyệt không có khả năng này chiêm sư cắn chặt răng dù thánh tử điện ta chết trận cũng tuyệt không khuất phục người khác nếu ngươi đại nghĩa như thế vậy ta tác thành ngươi không nghĩ tới vị này quyết tuyệt như vậy vương dĩnh chẳng muốn nói nhảm nữa bàn tay vẫy ra phần phật một tòa danh sư đường thẳng tắp đánh tới chiêm sư tốc độ cực nhanh tiếng gió rít gào cho người ta một cảm giác lực trùng kích cùng áp bách cực mạnh chiêm sư tiến lên đón Ông, lực lượng hùng hồn phun trào, trên không trung hội tụ ra một trường ấn 78 m mét, cùng danh sư đường đối đầu chung một chỗ. Tạch tạch, nhà sụp đổ, xuất hiện một trường ấn to lớn, chiêm sư cũng bị lực lượng hung mạnh ép tới không ngừng lui về phía sau. Dừng tay, đây là danh sư đường của liên minh đế quốc ta. Một vị danh sư cửu tinh lo lắng, người đây không phải chiến đấu, mà là phá hủy kiến trúc của chúng ta. Hà sư, hiện tại không quản được nhiều như vậy biết lúc này không phải thời điểm suy tính những thứ kia chiêm sư biết tránh cũng không thể tránh thân thể đột nhiên nhảy lên thẳng tắp vào tới vương dĩnh bắt người trước phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua muốn phá giải khải linh sư vây công chỉ có trước bắt khải linh sư lại nếu không chỉ là danh sư đường là có thể làm hắn hao hết tất cả lực lượng không còn chút sức chiến đấu chẳng lẽ người thật cho rằng ta chỉ dựa vào khải linh mới có thực lực thấy hắn xông lại vương dĩnh cười lạnh thực lực của nàng tuy kém trịnh dương ngụy như yên nhưng trở thành khải linh sư công hội hội trưởng nhận được lực lượng của vô số tiền bối gia trì sớm đã không còn là nữ hải đơn thuần trước kia nhẹ nhàng bóp một cái bàn tay bỗng nhiên đẩy về phía trước động tác thoạt nhìn không nhanh nhưng mang theo lực lượng khiến người ta run sợ chiêm sư đang muốn tiếp tục vào tới lập tức cảm thấy dùng mình ngay sau đó thấy một khối lỗi to lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không một quyền mạnh mẽ đập tới hắn là trí bảo trấn hội của khải linh sư công hội thiên nhân khôi lỗi con người của nhậm thanh viễn co rụt lại la lên phần phật bất quá hắn kêu đã chậm nắm đấm to lớn của khôi lỗi đã sắp rơi vào sống lưng của chiêm sư một khi đập chúng coi như hắn là thánh vực cửu trọng sơ kỳ sợ rằng cũng trọng thương không có khả năng trốn tránh quyền hạ lưu người ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc một đạo kiếm mang huy hoàng không biết từ chỗ nào bắn tới chặn lại khôi lỗi công kích chương 2944, kiếm thánh ước chiến 1. Đạo kiếm khí này huy hoàng đại khí, mang theo khí tức dâng trào, từ đằng xa bay tới, phảng phất như không bị thời gian hạn chế, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt khôi lỗi. Lực lượng người sau tích lũy đến đỉnh điểm, ở dưới một chiêu kia tựa như châu đất xuống biển, không có chút hiệu quả nào. Là cao thủ, con người của vương dĩnh co rụt lại, vội vàng nhìn sang vị trí kiếm khí chuyển đến, trường thương trong tay trịnh dương cũng bắt đầu run rẩy tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Có thể ở khoảng cách không biết bao xa, một đạo kiếm mang liền chặn lại thiên nhân khôi lối của vương dĩnh công kích, loại thực lực này chỉ sợ cũng không kém nhậm thanh viễn chút nào, thậm chí ở trên kiếm đạo càng hơn một bậc. Là tốc độ chân dài. Trương Huyền đang đúc lại kinh mạch nhẹ gật đầu. Hẳn là Trương gia gia chủ, cha của tiểu thiên tài, hưng kiếm thánh. Hắn học qua kiếm pháp của đối phương, biết áo nghĩa của loại kiếm pháp này, có thể ở khoảng cách xa như vậy, để kiếm mang đột phá thời gian ràng buộc đi tới trước mắt, khống chế tinh tế, chỉ sợ cũng chỉ có trương gia gia chủ. Hưng kiếm thánh mới có thể làm được. Người này một mực không xuất hiện, bây giờ tới cũng xem một chút, có phải thật mạnh mẽ giống như trong truyền thuyết hay không? Trương Huyền mỉm cười. Đi trương gia một chuyến, vị này vẫn luôn không xuất hiện qua, thậm chí mình cùng hắn hẹn luận võ cũng không có hiện thân, không nghĩ tới ở đây có thể gặp được. Đã như vậy, Vừa vẫn có thể thử xem thân thủ, thuận tiện giáo huấn đối phương một hồi, cũng cho hắn biết, muốn cho con trai hắn cưới lạc nhược hy, vậy trước tiên phải qua ta cửa này. Phần Phật, ý nghĩ trong lòng mới vừa kết thúc, không gian trước mắt nổi lên gợn sóng, hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ, chính là hưng mộng kiếm thánh tìm kiếm con trai khắp nơi. Hai người này đi một phương hướng khác, sau khi được Dương Sư đưa tin, liền trực tiếp chạy tới. Tộc trưởng, thấy bọn họ xuất hiện, Trương Vô Ngân vội vàng bay tới, vẻ mặt đỏ lên. Đại trưởng lão, người làm sao vậy? Con mắt của hưng kiếm thánh nhảy một cái. Trương gia bọn họ mệnh danh đại lục đệ nhất gia tộc, xem như danh sư đường cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, đường đường đại trưởng lão, bị đánh thành như vậy, giống như đầu heo, một chút thể diện cũng không cho, đến cùng ai làm. Là trương huyền kia, còn có đám học sinh của hắn. Trương vô ngân chỉ, cắn chặt hàm răng. Tộc trưởng, lần này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta nếu không tôn nghiêm của trương ra ở đâu không xử lý chúng ta sẽ biến thành trò cười của toàn bộ đại lục trương huyền nghe được lời của hắn mộng kiếm thánh vội vàng nhìn sang ngay sau đó thấy thanh niên ngẩng đầu nhìn tới thân thể mềm mại kìm lòng không được rung động hắn nhất định chính là hắn tuyệt đối không sai được nàng vội vàng quay đầu truyền âm cho chồng làm mẫu thân luôn sẽ có cảm giác đặc thù thanh niên lần đầu tiên nhìn thấy kia, nhất định có quan hệ huyết mạch với nàng. Đừng có gấp, nếu như đã nhìn thấy, liền đơn giản. Sợ nàng thất lễ, hưng kiếm thánh vội vàng nắm chặt bàn tay của vợ. Mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng nhiều cường giả của danh sư đường vây quanh, đại trưởng lão bị đánh thành đầu heo, trương huyền kia nhất định nắm giữ năng lượng kinh người. Trường 2945, Kiếm Thánh ước chiến 2 Là con của hắn thì không nói, nếu không phải trực tiếp chạy tới nhận thân chẳng phải hết sức khó xử trương gia biến thành như vậy vốn rất mất mặt lại tính sai sẽ không cách nào xoay người nhi tử của ta ta tuyệt đối có thể nhận ra coi như bây giờ hắn trưởng thành vẫn chảy huyết mạch của ta biết trương phu cố kỵ mộng kiếm thánh cắn răng ta biết tâm tình của ngươi là con của ngươi cũng là con của ta người kích động ta không phải cũng như vậy sao nhưng mà càng đến lúc này càng phải bình tĩnh trên mông con chúng ta không phải có cái bớt màu đỏ sao? Một lát nữa kiếm cớ hỏi thăm, chỉ cần xác nhận liền lập tức nhận thân. Nắm chặt tay vợ, Hưng Kiếm Thánh nói: "Con của hắn, mặc dù trời sinh thành thánh, nhưng thời điểm rời đi chỉ là hài nhi, coi như vị trước mắt này là nó, khí tức linh hồn khác biệt, tu luyện công pháp, quỹ tích phát triển không giống, cũng không thể nào dò xét. Duy nhất có thể phân biệt là cái bớt, chỉ cần người còn sống, thân thể sẽ không biến hóa." Vâng, biết đối phương nói có lý, mộng kiếm thánh nhẹ gật đầu. Người chính là trương gia gia chủ, tới thật đúng lúc, viên đào sư đệ đã thương đại trưởng lão, ta còn không có cơ hội ra tay, không biết có dám đánh với ta một trận không. Thấy vị trương gia gia chủ này đến liền nói thầm, trịnh dương nhíu mày, tiến về phía trước một bước. Vị này là học sinh của trương huyền, chiến tử chiến sư đường, cũng là đường chủ đời tiếp theo, trịnh dương. Thấy hưng kiếm thánh không biết, Trương Vô Ngân vội vàng giải thích. Nguyên lai là trịnh dương chiến tử, Trương Mỗ đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, chỉ là không nghĩ tới, lại là học sinh của Trương Sư. Hưng kiếm thánh sửng sốt một chút, ôm quyền. Không cần phải nói nói nhảm nhiều như vậy, chỉ hỏi ngươi so hay không so mà thôi. Trương gia các ngươi khi nhục thầy ta, vừa rồi vị đại trưởng lão kia bị thương chạy trốn, còn không có xin lỗi, nếu như ngươi không muốn so cũng được, chỉ cần xin lỗi, chuyện ngày hôm nay có thể dừng tay sơ trường thương lên ở trên không trung phát ra thanh âm nghẹn ngào vẻ mặt trịnh dương ngạo nghễ nhìn qua mặc dù đối phương là cao thủ nổi danh không biết bao nhiêu năm nhưng hắn thân là chiến tử nắm giữ ý niệm vô địch mặc cho đối phương là ai cũng không sợ chút nào ngày hôm nay là tới thay lão sư trút giận vậy liền đánh tam đại thế lực tâm phục khẩu phục mặc kệ ai tới cũng vậy tỉ thí có thể chỉ bất quá hưng kiếm thánh mỉm cười ta và lão sư ngươi có ước định tỉ thí một trận, đến bây giờ còn không kịp tiến hành, đã gặp mặt, ta muốn trước giải quyết chuyện này, lại cùng ngươi giao đấu cũng không muộn. Lão sư thân thể tôn quý, há là người nào muốn tỉ thí liền có thể tỉ thí. Nếu như ngươi có thể qua cửa ải của ta, muốn khiêu chiến lão sư, ta không lời nào để nói, qua không được. Vẫn ngoan ngoãn nói xin lỗi đi. Trịnh Dương nhíu mày nói. Ha ha, ngươi nói rất có lý, học sinh thay lão sư ra mặt không gì đáng trách, chỉ bất quá. Ân oán với trương gia, đều là lão sư ngươi một tay tạo thành, hắn tự mình giải quyết, mới có thể để cho người tâm phục, người làm học sinh, đại diện hết sẽ vượt quá chức phận. Như vậy truyền đi, người người đều biết trịnh dương trịnh chiến tử ngươi, mà không biết trương huyền trương sư, cho dù biết, cũng đều nói thu được học sinh tốt, thực lực bản thân bình thường. Truyền đi, cũng không tiện nha. Hưng kiếm thánh cười nhạt một tiếng nói. Cái này, thân thể trịnh dương cứng đờ, nói không ra lời. Vốn chỉ nghĩ thay lão sư chút giận, không nghĩ tới nhiều như vậy. Chẳng qua đối phương nói không sai, lão sư là lão sư, mình làm như vậy, hình như đang bảo vệ lão sư, trên thực tế lại tương đương hao tổn mặt mũi hắn, để người ngoài nghĩ lão sư không có bản lãnh gì, dựa vào học sinh mới giải quyết được khó khăn. Lão sư, ta, rõ ràng những chuyện này, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, chỉ thấy người sau cười nhạt một tiếng. Ngươi lui ra đi, ta quả thực có ước chiến với vị trương gia chủ này, hắn đã muốn tỉ thí, ta tiếp là được. chương 2946, Trương Huyền muốn chỉ điểm thượng. Một, thế nhưng lão sư, thực lực của ngươi. Nghe lão sư muốn so tài, trịnh dương tràn đầy lo lắng. Lão sư chỉ là động hư cảnh sơ kỳ, mà vị trương gia gia chủ kia, ở xa như vậy thi triển ra kiếm khí, liền có thể chặn lại khôi lỗi của vương dĩnh, lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua thánh vực cửu trọng cả hai tranh lệch lớn như thế, căn bản không ở cùng một cấp bậc, đánh như thế nào. Luyện hóa đường chủ lệnh, mượn nhờ giọt nước, lực lượng của trương huyền bạo tăng, có điều còn không hiển lộ ra, lại thêm tâm cảnh siêu tuyệt, thiên đạo chân khí đặc thù, xem như hắn cũng không biết, ở trong mấy hơi ngắn ngủi, thực lực của lão sư đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta có thể đè thấp tu vi, cùng trương sư cấp bậc tương đồng, chỉ so kiếm luận đạo, sẽ không làm người bị thương. Biết đối phương lo lắng cái gì, Hương Kiếm Thánh cười cười. Nếu như ta thua, Trương gia xin lỗi cũng được, không truy cứu chuyện lúc trước nữa, nhưng nếu ta thắng, hy vọng Trương sư có thể tuân thủ ước định trước đó. Trước đó ước chiến kiếm pháp Trương gia, Trương Huyền từng nói qua, thua gia nhập Trương gia, trở thành một vị trưởng lão. Cái này đơn giản, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá đã tỉ thí, ta cũng không bắt nạt ngươi, không cần đè thấp tu vi, dùng lực lượng mạnh nhất là được. Dùng lực lượng mạnh nhất Hưng Kiếm Thánh sững sờ. Thực lực của hắn, toàn lực thi triển kiếm pháp, Nhậm Thanh Viễn Đường chủ cũng không dễ dàng đối phó, đối phương để hắn thi triển toàn lực, thật hay giả. Cái tên này không điên chứ? Đám người Nhậm Thanh Viễn, Trương Vô Ngân cũng không hiểu. Thực lực của đối phương đã thấy tận mắt, chứ nhiều thủ đoạn, học sinh mạnh mẽ thì không có gì có thể chú ý, để Hưng Kiếm Thánh toàn lực ra tay. Không phải muốn chết sao? Không sai. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Hơn nữa, ta chỉ ngồi ở chỗ này, dùng một tay chiến đấu với ngươi, nếu như thân thể ta di động mảy may, hoặc dùng tay thứ hai, cũng coi như thua. Ra mặt của hưng kiếm thánh run lên. Hắn ước chiến đối phương, một là muốn nhìn một chút, đến cùng phải con của hắn hay không, thứ hai, cũng có giải quyết ân oán của trương gia và hắn, tự mình ra tay, mức độ nặng nhẹ có thể khống chế, chỉ ít sẽ không để cho đối phương trọng thương. Kết quả, không cảm kích thì thôi, còn ngông cuồng như vậy giống ngươi. Đang tức sắp nổ tung, liền nghe vợ truyền âm tới, khóe miệng của hưng kiếm thánh kìm lòng không được co giật. Ta cũng dám thúi như thế. Lúc ngươi còn trẻ, so với hắn dám thúi hơn nhiều. Mộng kiếm thánh mỉm cười. Cái này, hưng kiếm thánh gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn lại. Tốt, nếu ngươi yêu cầu như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, từ không trung rơi xuống vừa mới rơi xuống đất, bên tai vợ lại truyền âm lần nữa. Dám đả thương nhi tử một cọng tóc gáy, về sau đừng nghĩ lên giường của ta. Ta, khóe miệng của hưng kiếm thánh co giật, suýt chút nữa khóc lên. Hắn trêu ai ghẹo ai, chẳng lẽ đối phương đã ngờ tới điểm ấy, nói ngồi bất động, còn một tay tỉ thí. Cố ý trang bức sao. Lão sư, không giống hắn buồn bực, đám người trịnh dương, ngụy như yên mang theo lo lắng nhìn qua, Bọn họ có kỳ ngộ, trong lòng rất rõ ràng, lão sư không có loại kỳ ngộ này, thực lực còn chỉ có động hư cảnh sơ kỳ, Trương gia gia chủ không đè thấp tu vi mà nói, đánh như thế nào. Căn bản không thể nào chiến thắng. Chương 2947, Trương Huyền muốn chỉ điểm thượng. 2. Yên tâm đi, lúc nào lão sư đánh qua trận chiến không có nắm chắc. Đã dám nói như vậy, khẳng định có phương pháp. Viên Đào cười cười. Cũng phải, nghe nói như thế Trịnh Dương nhẹ gật đầu. Ngụy Như Yên nhập môn muộn, rất nhiều chuyện không biết, nhưng hắn theo lão sư rất sớm, biết tính cách của gia sư rất rõ ràng. Vị lão sư này, lúc nào thua thiệt qua, cùng hắn giao đấu, cuối cùng đều sẽ lấy kết cục thảm bại. Các người có phát hiện hay không, hình như khí thức của lão sư thay đổi, trước đó ta còn có thể cảm giác được sâu cạn, mà bây giờ, như biển lớn mênh mông, bất luận nhìn như thế nào, cũng không tìm ra giới hạn. Đột nhiên Vương Dĩnh nói chen vào, Trịnh Dương, Ngụy Như Yên vội vàng nhìn lại, quả nhiên cảm thấy lão sư trước mắt, mặc dù ngồi tại nguyên chỗ không động, nhưng khí tức trong người so với trước đó tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, tưởng như hai người. Lão sư lại đột phá. Lộ sung nói, thân là vô hồn, nhìn càng rõ ràng hơn, nếu như nói trước đó, thực lực của lão sư có thể nhẹ nhõm vượt qua, mà bây giờ. Cảm giác áp bách mãnh liệt, tới gần cũng không dám. Tuy không biết vì sao trong thời gian ngắn sẽ có biến hóa to lớn như vậy, nhưng lão sư chính là lão sư, bất kể làm ra cái gì, hắn đều cảm thấy đương nhiên. Đã như vậy, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn lão sư giáo huấn trương gia gia chủ như thế nào. Lúc này Trịnh Dương mới chân chính yên lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xuất kiếm đi, nhớ vợ dặn dò, hưng kiếm thánh hít sâu một hơi, cổ tay rung lên, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mang theo khí tức lăng lệ ta xuất kiếm mà nói, rất dễ dàng làm bị thương người, nếu luận bàn hữu nghị, vậy thì không cần kiếm. Vẻ mặt trương huyền thản nhiên, không sử dụng kiếm, làm sao so. Hưng kiếm thánh nhoáng một cái, rất muốn nắm tóc. Thời điểm hắn tuổi trẻ, tuy cũng rất trang bức, nhưng còn không có trang bức như vậy a. À. Quả thực đánh mặt đến cực hạn. Đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm làm chuyện điên rồ, tức giận sắp bạo phát, nhưng mà đối phương muốn tức cũng tức không nổi. Tuy không dám xác nhận là con của hắn, nhưng trong lòng có cảm giác, cùng hắn nhất định có quan hệ không thể chia lìa. Không sai, ta như vậy cùng ngươi tỉ thí. Không biết ý nghĩ trong lòng đối phương, Trương Huyền cong ngón búng ra, ở giữa lập tức toát ra một đạo kiếm khí, vừa vặn dài ba thước, tản mát ra hàn mang nhàn nhạt. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Không chỉ tức giận, còn cực kỳ buồn bực, hưng kiếm thánh ngử lạnh một tiếng, trường kiếm run lên, thẳng tắp đâm tới Trương Huyền. Lần này chỉ dùng một phần mười lực lượng, chẳng qua kiếm ý cực kỳ cường đại, trường kiếm mới vừa xuất hiện, liền giống như đâm rách không gian, một giây sau xuất hiện ở trước nghi tâm của Trương Huyền, nếu không tránh, coi như không chết, cũng sẽ bị phá chân khí, trong thời gian ngắn không cách nào hành động. Kiếm pháp không tệ, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Không hổ là Trương gia gia chủ, Trương gia kiếm thuật đệ nhất nhân, ra tay liền khác biệt, đám người Trương Húc so sánh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Trương Huyền không tránh né, ngồi tại nguyên chỗ bất động, tay trái đúc lại kinh mạch cho Triệu Nhã, tay phải thì nhẹ nhàng nâng lên, đồng dạng chỉ vào không trung. Kiếm khí như hồng, trong chốc lát xuyên qua khoảng cách thời gian, không gian. Chiêu này cùng kiếm pháp mà vừa rồi Hưng Kiếm Thánh đâm tới, bất kể chiêu số hay thức mở đầu, đều giống nhau như đúc, không cách biệt mảy may, nếu như không phải biết hai người quan hệ thù địch, còn tưởng rằng là đồng môn sư huynh đệ luận bàn bất quá dù tương đồng, nhưng Trương Huyền đi sau mà đến trước, kiếm của hưng kiếm thánh còn không có đâm đến mi tâm đối phương, liền bị phá vỡ lực lượng. Cái này, toàn thân hưng kiếm thánh chấn động, trong mắt tràn đầy khó tin. Làm sao có thể? chương 2948, Trương Huyền muốn chỉ điểm hạ. Một, hắn lý giải kiếm pháp trương gia đã sâu tận xương tủy, đạt đến tình trạng khó tin, nhất cử nhất động, đều kèm theo tốc độ áo nghĩa, vị trước mắt này, lại có thể đi sau mà đến trước, không chỉ như vậy, trên lực lượng càng vượt xa hắn. Có thể đoán được, chỉ cần không tránh né, đối phương nhất định phá vỡ lực lượng của hắn trước, mà kiếm pháp của hắn cho dù rơi vào trên người đối phương, cũng không có một chút tác dụng. Hừ, biết gặp cường giả chân chính, tâm nhường diệt hết, hít sâu một hơi, bàn chân lui ra sau nửa bước, trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra một kiếm hoa đặc thù, đổi đâm thành bổ, chiêu cầm long kiếm cũng thi triển ra ngươi nhìn thấy chiêu này mộng kiếm thánh suýt chút nữa nổ tung nếu nói trên thế giới này người hiểu rõ hưng kiếm thánh nhất tuyệt đối là nàng chiêu cầm long kiếm này hai người tu luyện qua rất lâu mới có thành tựu mặc dù không tính tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng uy lực cực mạnh cho dù nhậm thanh viễn đột nhiên gặp lên cũng sẽ luống cuống tay chân mới ra tay liền sử dụng không phải bảo ngươi nhường ư có nhường như thế sao trở về có thể lên giường của ta ta viết ngược tên họ lại. Mộng kiếm thánh vương mộng á nghiến răng nghiến lợi. Ừm, phản ứng rất nhanh. Thấy Trương Gia gia chủ liếc mắt liền nhìn ra chiêu kiếm của mình phát sau tới trước, không chút do dự biến chiêu, Trương Huyền cười cười, thân thể vẫn ngồi tại nguyên chỗ bất động, đối mặt kiếm chiêu chưa từng ngăn cản, cổ tay rung lên, lần nữa đâm tới. Giống như chiêu số vừa rồi, lực lượng đồng dạng, chỉ bất quá lần này đâm vào không phải mi tâm, mà là bả vai. Dựa theo tình huống bình thường, bả vai khoảng cách xa hơn một chút, nhìn tốc độ, trường kiếm của Trương gia gia chủ nhất định rơi vào trên đầu của hắn trước, nhưng chỉ cần Hưng kiếm thánh tiếp tục công kích, cổ tay tất nhiên sẽ rơi vào trên kiếm mang của hắn trước. Lấy trình độ sắc bén của kiếm mang, sẽ bị chém đứt trước, không làm bị thương được đối phương, da mặt của Hưng kiếm thánh co lại, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Vốn cho rằng tu vi của đối phương không cao, thật muốn ra tay, tùy tiện có thể vượt qua, nằm mơ cũng không nghĩ đến thi triển ra toàn lực, cũng chiếm không được một chút tiện nghi. Thanh niên trước mắt này, tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt giống như có thể trước thời hạn nhìn thấu chiêu kiếm cùng động tác của hắn, mỗi một lần đều liệu địch tiên cơ, vừa ra tay liền phong tỏa toàn bộ thế công của hắn. Không chỉ như vậy, mấu chốt nhất là, đối phương dùng chiêu số giống y như đúc, còn là kiếm pháp cơ sở nhất trương gia. Lễ thượng vãng lai có qua có lại. Tên như ý nghĩa, đây là chiêu số thăm dò, tiền lễ hậu binh, cùng người đối chiến, lấy lễ để tiếp đón, thăm dò lực lượng của đối thủ, sau đó lại tiến hành phản kích. Dùng một chiêu số thăm dò, liên tục phong bế hai lần công kích của hắn, thực lực và trình độ kiếm pháp của người này, đến cùng cao bao nhiêu. Ta không tin, hưng kiếm thánh nhíu mày, biết không tránh né, cổ tay sẽ bị chém xuống, lần nữa lui về phía sau nửa bước, trường kiếm lại run lên, hóa thành bầu trời đầy sao, đâm tới con mắt của Trương Huyền. Kiếm lạc phồn tinh, chiêu này là hắn dùng gần 3 năm sáng tạo, đồng dạng không phải tuyệt chiêu đỉnh phong nhất, nhưng so với chiêu cầm long kiếm lợi hại hơn ít nhất gấp đôi. Ngưng tụ như hồng, giải rác giống như bầu trời đầy sao, không chỉ có công kích vật lý, đối với tinh thần cùng linh hồn cũng có tính mê hoặc cực lớn. Lần đầu tiên thi triển ra, xem như mộng kiếm thánh cũng thiếu chút bị thiệt thòi. Liên tục hai chiêu thất bại, hưng kiếm thánh không còn giữ lại chút nào. Thi triển chiêu số ra, trong tích tắc, Trương Huyền giống như lâm vào trong bầu trời đầy sao, bốn phía trống rỗng, như một chỗ giả lập không có khái niệm thời gian và không gian, tìm không thấy đông nam tây bắc, thậm chí không biết kiếm chiêu công kích tới từ chỗ nào. Giống như người đi vào tinh không, ngôi sao bốn phía lớn nhỏ giống nhau, bất kể tốc độ tiến lên bao nhanh, vật tham chiếu thoạt nhìn không thay đổi, nhìn bằng mắt thường giống như không có nhúc nhích. Chương 2949, Trương Huyền muốn chỉ điểm hạ. 2 Thời khắc này Trương Huyền chính là như vậy, kiếm khí đến cùng bao nhanh, cách mình bao xa, không có bất kỳ khái niệm gì. Lão sư. Trịnh Dương nắm chặt trường thương, toát ra mồ hôi lạnh. Lấy thực lực của hắn, đơn độc đối mặt một kiếm này, cũng không dám nói có thể chặn lại, lão sư có thể bị nguy hiểm hay không? Trong ánh mắt gấp gáp, Trương Huyền ngồi dưới đất động, nhưng vẫn không có di động thân hình, cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, lần nữa đâm tới một chiêu lễ thượng vãng lai dầm kiếm khí cách trời sao còn một đoạn, tựa như đánh chúng vào một chỗ thiếu hụt. trời sao sụp đổ, thiên địa dị tượng biến mất. lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. hưng kiếm thánh khí huyết quay cuồng, lần nữa lui về sau bảy tám bước, trong mắt tràn đầy khó tin cùng kinh hãi. lễ thượng vãng lai, có thể phá vỡ kiếm lạc phồn tinh của ta. cái này làm sao có thể? mặc dù chiêu này không thuộc về kiếm pháp đứng đầu nhất mà mình tu luyện, nhưng cũng không thể khinh thường một chiêu số bình thường của đối phương liền phá giải giống như dùng thái tổ trường quyền đánh bại giáng long thập bát trưởng vậy để cho người ta khó mà tin được ha ha trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng trong giọng nói mang theo mùi vị chỉ điểm giang sơn kiếm lực lượng kéo dài chỗ tâm ý đến liền có thể phá địch chiêu số chỉ là phụ trợ lễ thượng vãng lai mặc dù là chiêu số đơn giản nhất nhưng cũng bởi vì đơn giản mới nắm giữ vô số biến hóa không thể dự đoán dùng ở trong tay cường giả, uy lực mạnh hơn, giống như một hán tử say, cầm kiếm chém loạn, người căn bản không biết chiêu tiếp theo của hắn sẽ chỉ nơi nào, càng không rõ ràng có phải muốn giết ngươi hay không. Đương nhiên, tu luyện giả có thể tiện tay đánh bại hán tử say, là bởi vì tuy chiêu số của hắn không xác định, nhưng không có tính nhắm vào. Chiêu số đơn giản, thì triển ra có tính nhắm vào, liệu địch tiên cơ, nắm giữ mục tiêu tấn công, sẽ có thể đánh bại địch giành chiến thắng vừa rồi ngươi thi triển kiếm lạc phồn tinh mặc dù chiêu số ảo diệu có một không hai tinh khí thần sẽ bị khóa chặt khó mà trốn tránh nhưng muốn khóa chặt tinh thần của đối thủ nhất định phải có môi giới câu thông mà cái môi giới này chính là sơ hở trong chiêu số của ngươi vừa rồi ta dùng chiêu số mặc dù đơn giản nhưng lại tìm được vị trí này nhẹ nhàng đâm rách là đương nhiên bởi vậy chiêu kiếm của ngươi không chiến mà tự tan như xây dựng nhà cao tầng đừng xem tính toán chính xác chút xíu không kém nhưng chỉ cần ở chỗ mấu chốt nhất lấy đi một viên gạch liền có khả năng dẫn đến cả kiến trúc biến thành phế tích chiêu số đơn giản chưa chắc là chuyện xấu có đôi khi dùng tốt ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả cực cao nói đến đây trương huyền nhìn lại than thở một tiếng trương tộc trưởng người quá câu nệ ở võ kỹ và chiêu số ta hưng kiếm thánh hơi đỏ mặt là một trong mấy người dùng kiếm mạnh nhất đương đại bị ra hỏa hư hư thực thực là con của hắn giáo huấn khuôn mặt có chút che không được. Không cần xấu hổ, lấy tuổi tác của ngươi, có thể tu luyện ra kiếm chiêu, kiếm ý như vậy, đã cực kỳ khó được. Trương Huyền mỉm cười. Nếu không như vậy đi, chỉ cần nguyện ý, ta có thể chỉ điểm ngươi thiếu hụt trong kiếm chiêu, để ngươi tiến thêm một bước. Trương 2950, cái mông ngươi có cái bất hay không? Một, hi hi, mộng kiếm thánh nghe được lời này của Trương Huyền, cũng nhịn không được nữa, cười run rẩy hết cả người không hổ là nhi tử của vương mộng á nàng, muốn dạy lão tử kiếm pháp, quả nhiên có khí phách. Nói hay lắm, nàng nhịn không được la lên, tên này đã sớm bành trướng, bây giờ bị nhi tử đả kích, cảm giác thật sảng khoái. Cái này, nghe được tiếng la của nàng, tất cả danh sư cửu tinh cùng cao thủ trương gia, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vị trương gia chủ mẫu này, đến cùng ở bên nào? ngụy như yên, vương dính, cũng không hiểu ra sao, chồng mình bị đánh, bị giáo huấn, còn vui vẻ như thế. Đầu óc người Trương gia quả nhiên đều có vấn đề. Nhìn thấy vợ cười sắp từ không trung rơi xuống, vẻ mặt thanh niên trước mắt thành thật, hương kiếm thánh suýt chút nữa thổ huyết, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi. Nếu không phải tu dưỡng cao, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ tung. Nghe đạo có trước sau, ta chỉ là ở trên kiếm thuật lý giải hơi mạnh hơn ngươi mà thôi, cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, chớ nên căng thẳng." Trương Huyền nói. "Không cần hưng kiếm thánh hất ống tay áo khẽ nói nghiên cứu thảo luận vẫn là chờ tỉ thí xong lại nói ta còn có một chiêu nếu như ngươi ngăn cản được mới coi như chân chính vượt qua ta phần phật hưng kiếm thánh nói xong cũng không cần đối phương trả lời hừ lạnh một tiếng trường kiếm lăng không lần nữa đâm tới trương huyền lắc đầu thân thể vẫn bất động ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn lần nữa điểm tới vẫn là lễ thượng vãng lai nhưng lần này kiếm chiêu càng thêm sắc bén, vừa xuất hiện liền đâm phá không gian, chỗ kiếm mang đi tới, xuất hiện vết rách đen kịt. Đây là kiếm khí phá hư. Chỉ bằng vào kiếm khí, có thể đâm rách hư không, xé rách không gian, đây là lực lượng vượt qua thánh vực cửu trọng mới có thể thi triển ra. Hắn không phải mới động hư cảnh sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều biến sắc. Đặc biệt là đám người Trương Vô Ngân, U Nhược Tâm, từng cái khuôn mặt trắng bệch cực kỳ khó tin. Trương huyền này là dựa vào lôi đình, mới làm cho bọn họ cực kỳ chật vật, nhưng thực lực bản thân thật không đáng cười một cái, lúc nào cường đại như vậy. Nếu trước đó mạnh như vậy, nói đi là đi, nói đến là đến, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cái này, cái này. Nhậm thanh viễn cũng trợn mắt. Sớm biết trương huyền này là danh sư nắm giữ thực lực như thế, đánh chết cũng không ban bố lệnh truy nã. Loại thực lực này, đã có thể so với thái thượng trưởng lão, xem như hắn cũng không có tư cách xử lý. Khó trách có thể dạy dỗ nhiều học sinh lợi hại như vậy. Nhậm thanh viễn nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía đám người trịnh dương, chỉ thấy mấy học sinh của hắn, tất cả đều là vẻ mặt đương nhiên, dường như đã sớm biết, đối mặt loại sự tình này, lão sư có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Tựa hồ ở trong lòng bọn họ, coi như trương huyền nắm giữ lực lượng mạnh hơn cũng rất bình thường. Quái thai, một đám quái thai nhậm thanh viễn siết chặt nắm đấm thân thể run rẩy dầm trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người kiếm khí của trương huyền đi tới trước mặt hưng kiếm thánh người sau cũng không cam chịu yếu thế trường kiếm run rẩy hóa thành một đạo kiếm mang đâm tới cổ họng của trương huyền đoạt mệnh tam kiếm nhìn thấy chiêu này mộng kiếm thánh giật nảy mình đoạt mệnh tam kiếm là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng mà nàng và hưng kiếm thánh tu luyện nhiều năm vốn nghĩ lúc gặp nguy hiểm sẽ sử dụng không nghĩ tới lần đầu tiên diện thế, vậy mà dùng ở trên người nhi tử. Cổ tay khẽ đảo, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đang định xông tới cứu người, chỉ thấy Trương Huyền ngồi dưới đất mỉm cười, đột nhiên mở miệng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 125